Hộ hoa cao thủ tại đô thị, Hạ Thiên. Chương 621, làm cho công phẫn. Đừng lôi kéo làm quen, tôi không quen anh, ai là cậu em của anh? Hạ Thiên tức giận trừng mắt nhìn người đàn ông bị giữ chặt tay. Người đàn ông này có chút xấu hổ, sau đó hắn nở nụ cười áy náy. Xấu hổ quá, xin hỏi tiên sinh, anh có thể lấy ra 200 ngàn không? Nếu có thì nên giúp anh trai này, người ta đang cần tiền cứu người. 200 ngàn mà thôi, tất nhiên tôi có. Hạ Thiên lười biếng nói. Đáng tiếc là tôi sẽ không ngu như vậy, 200 ngàn bỏ ra mua một cái chén vứt đi sao? Tiên sinh, anh cũng thấy rồi đấy, vừa rồi có người tình nguyện bỏ ra 300 ngàn nhưng không mang theo tiền, bây giờ cậu mua nó, chưa đến nửa giờ sau sẽ thu lời 100 ngàn, tiền kiếm được quá dễ dàng. Người đàn ông này bắt đầu làm thuyết khách cho người đàn ông trung niên kia. Một đám lừa đảo, thật sự quá đáng ghét, mặc kệ các người. Hạ Thiên không có hứng thú nói nhảm với đám người này, vì vậy hắn nói xong thì xoay người muốn bỏ đi. Hành động này của Hạ Thiên trực tiếp vượt qua dự đoán của nhiều người. Người đàn ông trung niên chợt ngẩn ngơ, sau đó giống như tỉnh ngộ, hắn chạy theo Hạ Thiên rồi nói. Tiên sinh, tôi xin anh cứu con gái của tôi. Lừa đảo chết tiệt, cút ra. Hạ Thiên vung tay, người đàn ông trung niên lùi ra phía sau vài bước, hắn đặt mông ngã xuống đất, đồng thời còn có một tiếng vỡ trong trẻo vang lên, thứ được gọi là cái chén bảo vật đã rơi xuống đất và vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Người đàn ông trung niên chợt sững sờ, ngay sau đó bắt đầu gào giống lên. Bảo bối của tôi, con gái của tôi, xong rồi, tất cả xong rồi. Hạ Thiên cảm thấy có chút nhàm chán, hắn quyết định đến tiệm sách tìm Tống Ngọc Mị, ít nhất cũng tốt hơn đứng đây nhìn đám lừa đảo diễn trò. Đúng là không có biện pháp, ai bảo hành động lừa đảo của đám người này quá kém. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đứng lại. Không được đi. Đánh vỡ bảo bối của người ta mà muốn đi sao? Không dễ dàng như vậy đâu. Vài người chạy theo Hạ Thiên, bọn họ vây quanh người hắn, người nào cũng tỏ ra cực kỳ căm phẫn. Này, cút hết cho tôi, nếu không sẽ cho tất cả ăn đòn. Hạ Thiên bất mãn nói. Còn muốn đánh người sao? Chú mày không phải quá kiêu ngạo đấy chứ? Một người phụ nữ trung niên chặn ngay trước mặt Hạ Thiên. Mày đánh vỡ bảo bối của người ta mà không chịu bồi thường, hơn nữa còn muốn đánh cả những người muốn đứng ra chủ trì lý lẽ sao? Mày đánh tao thử xem. Mày dám đánh tao, mày đừng hòng ra khỏi khu phố cổ này. Á! Hạ Thiên tung một cước đạp bay người phụ nữ trung niên. Tôi ghét nhất chính là đám lừa đảo chết tiệt, đáng lý ra hôm nay tôi sẽ mặc kệ các người, nhưng các người cứ bâu lấy tôi làm phiền, đúng là cần ăn đòn. Hạ Thiên tức giận nói. Mày nói ai là người lừa đảo? Mày đánh người thì còn lý lẽ gì nữa? Á! Cũng có vài người bắt đầu chỉ trích, bộ dạng giống như muốn ra tay. Hạ Thiên đã mất kiên nhẫn lập tức không nói hai lời, hắn dứt khoát đạp mỗi người một cước, hắn đạp ngã đám người này xuống đất. Sau đó trên mặt đất đã có 4-5 người nằm la liệt, một lúc lâu sau cũng không đứng lên được, chỉ có thể đau khổ rên rỉ. Có ai không, cứu mạng, có người nhẫn tâm gian ác, có người muốn đánh chết người. Người đàn ông trung niên nãy giờ vẫn ngồi khóc dưới đất chợt lớn tiếng gào giống, động tĩnh bên này làm cho khá nhiều người chú ý. Bây giờ người đàn ông gào lên lập tức làm cho hơn chục người chạy đến. Chính là hắn, người này đánh vỡ vật tổ gia truyền nhà tôi định bán đi để cứu mạng con gái, vừa rồi đã có người tình nguyện mua với giá 300 ngàn. Nhưng bây giờ hắn phá vỡ cái chén của tôi, cũng không thể nào bán đi được nữa, bây giờ kẻ này còn ra tay đánh người. Người đàn ông trung niên chỉ vào Hạ Thiên rồi tức giận kể tội. Đáng tiếc là người đàn ông trung niên này lại lên tiếng kể tội Hạ Thiên. Vì vậy hắn lách mình đến trước mặt và đá một cước lên người làm người này ngã lăn xuống đất, sau đó tiếp tục đấm đá. Người đàn ông trung niên bị đá cho quay cuồng, hơn nữa Hạ Thiên còn vừa đá vừa mắng. Tên lừa đảo chết tiệt, tôi đã mặc kệ ông, nhưng ông cứ chọc vào tôi. Chưa nói đến vấn đề ông cầm một cái chén trời ơi nói là bảo bối, thậm chí còn chẳng thèm quan tâm đến sống chết của con gái, trưa nay ông đã ăn tổ yến nhưng bây giờ đến đây giả nghèo sao. Nhưng tên ngu ông chọc vào tôi làm gì? Cần ăn đòn sao? Nếu đã cần ăn đòn thì tôi cho ông thỏa mãn. Á, cứu mạng, á. Người đàn ông trung niên bị Hạ Thiên đá lên người mà liên tục kêu thảm thiết cầu mong có người cứu mạng, đồng thời trong lòng hắn cũng cảm thấy không ổn. Con bà nó thằng này là ai? Làm sao biết giữa trưa hắn ăn yến sao? Không phải là người quen đấy chứ? Nhưng hắn nhớ hình như mình chưa từng gặp qua người này thì phải.
Người đàn ông trung niên này rõ ràng không ngờ, hắn chỉ nói một câu đầu tiên thì Hạ Thiên đã biết là lừa đảo. Một người là nghèo thật hay giả vờ, với ánh mắt của Hạ Thiên thì nhìn ra rất dễ, người này tuy có vẻ tiểu tụy nhưng thực tế chỉ là hóa trang, Hạ Thiên chỉ cần liếc mắt đã có thể nhìn ra. Còn nữa, người này ăn cơm xong còn chưa kịp xúc miệng, mùi yến xào vẫn còn rất đậm. Dù Hạ Thiên trước kia cảm thấy ăn yến xào chỉ là bình thường, nhưng sau khi xuống núi thì hắn biết một sự kiện, đó chính là những thứ này thường rất mắc mỏ, người nghèo tuyệt đối sẽ không thể ăn được. Hắn vốn rất ghét đám lừa đảo nhưng đến bây giờ mới ra tay xem như là kỳ tích. Đừng đánh, chuyện gì cũng cứ từ từ. Thế nào lại như vậy? Điều này hơi quá đáng. Quá kiêu ngạo, vì sao cảnh sát còn chưa đến? Mọi người đều chỉ trích Hạ Thiên, nhưng chẳng ai dám tiến lên ngăn cản, mãi đến lúc cuối cùng mới có người hô lên. Dừng tay. Đáng tiếc là Hạ Thiên đã bực bội, hắn hoàn toàn không có ý muốn dừng, vì vậy vẫn đá người đàn ông trên đất, người khốn khổ kia bị đá đến mức điên cuồng. Bảo cậu dừng tay, có nghe rõ không? Lại một tiếng quát vang lên, người quát tháo chính là một người đàn ông trung niên đeo kính hơn 40, trên tay còn có một cặp tài liệu. Cút ngay, đừng làm phiền tôi. Hạ Thiên trừng mắt nhìn người đàn ông trung niên đeo kính. Nếu không tôi đánh cho bây giờ. Đúng là buồn cười. Người đàn ông trung niên đeo kính có vẻ rất tức giận. Cậu còn biết nói lý lẽ không? Sao, có chuyện gì không bàn được sao? Bạo lực nào có giải quyết được tất cả vấn đề? Này, tôi luôn là người biết nói lý lẽ. Hạ Thiên cuối cùng cũng không tiếp tục đánh người, vì người đàn ông đã bị đánh cho ngất xỉu. Vì vậy hắn nhìn người đàn ông trung niên đeo kính rồi dùng giọng bất mãn nói. Tên lừa đảo chết tiệt này muốn gạt tôi đánh có gì là không đúng. Cậu có chứng cứ gì nói anh ta là kẻ lừa đảo? Người đàn ông trung niên đeo kính tỏ ra tức giận. Hắn ta cầm một cái chén bể và nói rằng nó có giá trị hơn 200.000 đồng, như vậy không phải là lừa đảo sao? Hạ Thiên bĩu môi. Cái chén nào, để tôi xem. Người đàn ông đeo kính nói. Là cái chén kia. Hạ Thiên lười biếng chỉ vào cái chén đã vỡ trên mặt đất. Người đàn ông đeo kính ngồi xổm xuống, hắn bắt đầu kiểm tra cực kỳ tinh tế, cuối cùng hắn đứng lên. Đúng là buồn cười, người ta lừa cậu sao? Nếu cái chén này không vỡ, đừng nói là 200 ngàn, dù là 300 ngàn cũng đáng giá. Người đàn ông trung niên đeo kính dùng ánh mắt tức giận nhìn Hạ Thiên. Cậu đánh vỡ cái chén cổ của người ta, bây giờ còn vu oan người ta là kẻ lừa đảo. Hơn nữa còn ra tay đánh người, đúng là vô lương tâm. Đám người nghe nói như vậy cũng bắt đầu chỉ trích Hạ Thiên, khoảnh khắc này Hạ Thiên giống như đã làm cho quần chúng công phẫn. Chương 622, chuyên gia giám hộ. Nếu là người bình thường mà gặp tình cảnh làm lòng người công phẫn này thì sẽ vô ý lựa chọn phương pháp tránh né, thậm chí còn có thể chạy trốn, nhưng đáng tiếc Hạ Thiên không phải người thường, hắn dùng ánh mắt mất hứng nhìn đám người. Tất cả im mồm cho tôi, nếu không tôi đánh tất cả bây giờ. Chưa nói đến vấn đề khác, Hạ Thiên nói như vậy cũng làm cho vài người bị dọa, đúng là không có biện pháp, chủ yếu là kẻ này ra tay quá độc, xem ra cũng là nhân vật hung ác. Này, đám ngu ngốc các anh mù hết rồi sao? Cái chén bể này mà cũng có giá vài trăm ngàn sao? Hạ Thiên trừng mắt nhìn đám người. Tôi thấy các người có lẽ cùng bọn với tên lừa đảo này phải không? Nói bậy bạ. Tên đàn ông đeo kính trong đám người nói. Tôi đã công tác ở trong cung được hơn 20 năm, có thứ gì chưa từng thấy qua. Cái chén này không phải thứ tầm thường. Tên đàn ông đeo kính chợt thao thao bất tuyệt, tóm lại ý nghĩa lời nói chính là cái chén kia rất đáng tiền, tương đối đáng giá, đáng tiếc là bây giờ đã bị vỡ, không đáng một xu. Thì ra là chuyên gia trong cung, lời nói chắc chắn là không sai. Đúng vậy, người này phá vỡ bảo bối của người ta mà chẳng muốn bồi thường, còn vu oan người ta là kẻ lừa đảo, quá ác độc. Báo cảnh sát bắt lại, người này rõ ràng không coi chúng ta ra gì. Mọi người tiếp tục chỉ trích Hạ Thiên, có người lấy điện thoại ra bấm số. 110 phải không? Chỗ này là... Đúng lúc này có một giọng nói trong trẻo động lòng người truyền vào tai tất cả đám người. Tôi cũng không hiểu từ khi nào một tên canh cổng trong cung lại trở thành chuyên gia trong cung. Mọi người không tự giác được phải quay đầu, sau đó không ai nói lời nào. Vợ mị mị. Chị đã xem hết sách chưa? Hạ Thiên lại rất vui sướng, vì người vừa nói là Tống Ngọc Mị, nếu nàng đã đọc sách xong thì hắn cũng không còn nhàm chán, hắn có thể cùng nàng rời khỏi chỗ này. Tống Ngọc Mị tức giận trừng mắt nhìn Hạ Thiên. Nào có nhanh như vậy? Đáng lý ra Tống Ngọc Mị đang an tâm đọc sách,
nàng căn bản không quan tâm đến những vấn đề xảy ra ở bên ngoài, nhưng ông chủ Tàng Thư Các lại thấy rõ động tĩnh bên ngoài, sau đó lão nhắc nhở Tống Ngọc Mị một câu. Tống tiểu thư, vị tiên sinh cùng cô đi dạo hình như gặp phải phiền toái. Đáng lý ra Tống Ngọc Mị sẽ không quan tâm đến chuyện này, nhưng sau khi do dự thì nàng cũng quyết định đứng ra xử lý vấn đề. Người đàn ông trung niên đeo kính nhìn thấy Tống Ngọc Mị thì vẻ mặt chợt biến đổi, nhưng ngay sau đó hắn đã nổi giận. Tiểu thư, cô đừng nói bậy, ai là kẻ trông cửa trong cung? Tôi đã đi vào cung rất nhiều lần, trí nhớ của tôi cũng rất tốt, anh muốn tôi điện thoại nói với đội trưởng của anh sao? Tống Ngọc Mị hừ lạnh một tiếng. Loại người như anh chỉ có thể gạt được những người bình thường không biết gì, nhưng đừng hòng lừa được tôi. Tôi đã nói rồi, tên kia rõ ràng có một cái chén vứt đi, không đánh giá một xu, tôi mặc kệ bọn họ, nhưng bọn họ lại nghĩ rằng tôi rất dễ lừa gạt. Hạ Thiên cũng rất bất mãn. Để tôi cho bọn họ một trận. Hạ Thiên nói ra tay thì ra tay, hắn không chờ Tống Ngọc Mị lên tiếng, hắn lập tức đạp văng tên đàn ông đeo kính. Người đàn ông đeo kính bỏ lên, hắn nhìn Tống Ngọc Mị và Hạ Thiên, sau đó không nói một lời mà bỏ chạy mất biệt. Muốn gạt tôi sao? Đúng là muốn chết. Hạ Thiên có chút khinh thường. Đừng tiếp tục ở lại gây rối, cậu nên tiếp tục đi dạo, tôi về nhà sách trước. Tống Ngọc Mị nói một câu, sau đó nàng xoay người đi về phía Tàng Thư Các. Đám người vừa rồi vây quanh xem kịch hay cũng không còn ai gây phiền cho Hạ Thiên, thật ra những người này cũng không phải kẻ trong nghề, hầu như cũng không có ý kiến của riêng mình. Trước đó bọn họ tin lời lừa đảo của người đàn ông trung niên, lại tin tên vừa rồi là chuyên di cung cấm, bây giờ Tống Ngọc Mị xuất hiện, bọn họ lập tức tin tưởng nàng. Sau đó cảnh sát xuất hiện, bọn họ vốn nhận được tin đến vì có sự kiện đánh người, nhưng đến khi bọn họ đến lại bắt vài tên lừa gạt mang đi. Nửa giờ sau, vợ Mị Mị, còn chưa xem xong sao? Hạ Thiên vô tình hỏi. Chưa. Tống Ngọc Mị tiếp tục vùi đầu vào sách mà không ngẩng đầu trả lời. Một giờ sau, vợ Mị Mị, sao chị đọc chậm như vậy, nếu không để tôi giúp chị. Hạ Thiên dùng giọng không còn chút sức lực nói. Tống Ngọc Mị lúc này hoàn toàn không muốn trả lời. Hai giờ sau, vợ Mị Mị, không bằng chúng ta mang hết sách về, đến nhà xem cũng được mà. Hạ Thiên tiếp tục đề nghị. Đáng tiếc là Hạ Thiên vẫn không quan tâm đến lời đề nghị của hắn. Hạ Thiên cảm thấy rất khó hiểu, tìm được một cô vợ thích đọc sách đúng là khó chịu. Khi Hạ Thiên đang cảm thấy buồn bực và nhàm chán nhất thì điện thoại vang lên, hắn lấy điện thoại ra xem, sau đó lại vui sướng trở lại, vì lúc này người điện thoại đến là Mộc Hàm. Buổi sáng Mộc Hàm điện thoại bảo không rảnh, bây giờ điện thoại lại chắc đã có thời gian rồi. Vợ, bây giờ rảnh rồi sao? Hạ Thiên tiếp điện thoại, hắn có vẻ khó thể chờ đợi. Lúc này Mộc Hàm không trả lời làm Hạ Thiên thất vọng. À, chồng, tôi định ra ngoài một chút, cậu đang ở đâu? À, ở bên ngoài, chị đang ở đâu? Tôi sẽ đến tìm chị. Hạ Thiên cũng không thể chịu đựng được thời gian nhàn chán ở tiệm sách. Chồng, thế này đi, trước tiên tôi đi mua vài thứ thức ăn, lát nữa về nhà sẽ nấu cơm cho cậu, cậu trực tiếp về nhà là được. Mộc Hàm suy nghĩ rồi nói, cuối cùng nàng còn bổ sung một câu. Là nhà của chúng ta, không phải là yêu tinh biệt uyển. Được, tối sẽ quay lại. Hạ Thiên đồng ý không chút do dự. Hạ Thiên cúp điện thoại rồi nói một câu với Tống Ngọc Mị. Vợ Mị Mị, tôi có việc cần đi trước, chị cứ từ từ xem sách, xem hết thì điện thoại cho tôi. Hạ Thiên nói đi là đi, hắn vừa dứt lời đã biến mất trong nhà sách. Tống Ngọc Mị ngẩng đầu nhìn thoáng qua, sau đó lại cúi đầu tiếp tục đọc sách. Sau khi Hạ Thiên quay về nhà thì phát hiện Mộc Hàm đã về trước, hơn nữa còn đang làm món ăn, nàng đang chuẩn bị trong nhà bếp. Nhìn qua có thể thấy nàng định làm một bữa tối thịnh soạn cho Hạ Thiên. Vợ, cuối cùng chị cũng có ngày rảnh rồi. Hạ Thiên ôm lấy vòng eo mềm của Mộc Hàm từ phía sau, trong miệng nói. Hôm nay tôi nhàm chán chết mất. Xấu hổ quá, chồng, tôi vừa tiếp nhận địa tổ, sự việc dồn lên rất nhiều. Mộc Hàm quay đầu nở nụ cười quyến rũ với Hạ Thiên, sau đó nàng thuận miệng hỏi. Chồng, hôm nay cậu làm gì vậy? Cũng không làm gì cả. Tôi đến Đại học Bắc Kinh gặp được Tiền Đa Đa, đáng tiếc là Tiền Đa Đa không cho tôi chữa bệnh. À, sau này còn gặp một tên tiểu tử tên La Triệu Hiểu Trác và đánh một trận, sau đó đến phố đồ cổ. Hạ Thiên thuận miệng nói ra những gì gặp phải trong hôm nay, nhưng hắn còn chưa nói xong thì đã bị Mộc Hàm cắt ngang lời. Chồng, cậu vừa đánh nhau với ai? Triệu Hiểu Trác sao? Mộc Hàm dùng giọng kinh ngạc hỏi.
Chương 623, Triệu gia không giống như người thường. Đúng vậy, tên kia tự xưng là Triệu Hiểu Trác, còn nói mình là tiểu Triệu công tử, rất thích khoác lác. Hạ Thiên bĩu môi, nhưng đã bị tôi đánh chạy mất dép. Chồng, cậu có thể nói rõ kỹ càng những gì đã từng trải qua với Triệu Hiểu Trác được không? Mộc Hàm rõ ràng rất quan tâm đến vấn đề này. Hạ Thiên dù không biết vì sao Mộc Hàm lại quan tâm đến vấn đề này nhưng hắn vẫn làm nàng thỏa ước nguyện, hắn tự thuật lại sự kiện đó một lần. Đúng là hắn. Mộc Hàm nghe xong lời tự thuận của Hạ Thiên thì cuối cùng cũng xác định, sau đó nàng khẽ gõ đầu. Tôi lại quên, vài ngày trước hắn đã qua 18 tuổi, đã đến lúc đi ra. Vợ, chị biết tên kia sao? Hạ Thiên có chút kỳ quái. Chẳng lẽ tên kia là em trai của Triệu công tử? Mộc Hàm khẽ gật đầu. Chồng, có thể nói là như vậy, thật ra Triệu Hiểu Trác là em họ của Triệu công tử, nhưng ở Triệu gia thì anh em họ cũng giống như anh em ruột, không có gì khác nhau. Triệu công tử là người đứng đầu thế hệ này của Triệu gia, hắn chính là đại ca, mà với độ tuổi của Yêu Yêu thì Triệu Hiểu Trác lại là anh. À, võ công của tên kia cũng không tệ lắm, nếu là trước đó thì vợ không phải là đối thủ của hắn, nhưng bây giờ hắn sẽ không thể nào đánh thắng được chị. Hạ Thiên thuận miệng nói. Mộc Hàm có chút trầm ngâm, nàng nói. Chồng, trước tiên cậu ra ngoài xem tivi hay lên mạng đọc báo, tôi phải nấu cơm, lát nữa tôi sẽ nói rõ tình huống của Triệu gia cho cậu. Được rồi. Hạ Thiên đáp ứng, thật ra hắn muốn ăn sạch Mộc Hàm ngay bây giờ. Hạ Thiên đi ra phòng bếp, sau đó hắn đến phòng ngủ, mở máy tính lên mạng, mở QQ, hắn phát hiện Hinh Hinh công chúa đang online. Chị Hinh, chị đang làm gì thế? Hạ Thiên lập tức gửi đến một tin nhắn. Tôi còn đang làm việc. Tôn Hinh Hinh lập tức trả lời. Khi nào thì cậu về nhà? Tôn Hinh Hinh lại hỏi. Cũng không biết nữa, có khi phải đợi vài ngày. Hạ Thiên quả thật còn chưa biết chính xác, muốn thu phục Tống Ngọc Mị kia cũng không phải chỉ là vài ngày. À, vậy thì cậu mau quay về đi, tôi rất nhớ cậu. Tôn Hinh Hinh cũng không che giấu tâm tư của mình, nàng quả thật đang nhớ Hạ Thiên. Hạ Thiên hàn huyên với Tôn Hinh Hinh trên mạng, Hạ Thiên từ trong miệng nàng mà biết được mình giải quyết vấn đề máy tính bị nhiễm virus lần trước như thế nào. Thì ra Yêu Yêu tạo ra một công cụ diệt virus, sau đó nàng đưa cho Tôn Hinh Hinh, hơn nữa còn cho cả mã nguồn, sau đó chương trình diệt virus trở thành sản phẩm của công ty công nghệ Lam Thiên. Cũng vì một sản phẩm như vậy mà công ty công nghệ Lam Thiên từ vô danh trở nên nổi tiếng, nghe nói Yêu Yêu còn thường xuyên liên lạc với Tôn Hinh Hinh, khi nhàm chán sẽ tạo nên phần mềm diệt virus. Sau đó nàng tự tạo ra virus, dùng phần mềm của mình để diệt virus. Lúc đầu Tôn Hinh Hinh cảm thấy làm như vậy cũng không tốt lắm, tất cả công ty đều làm như vậy thì phần mềm diệt virus sẽ liên tục xuất hiện, virus sẽ được diệt thế nào. Cuối cùng Tôn Hinh Hinh cũng phải tiếp nhận cách làm này, vì đây là công ty của chồng nàng, tất nhiên nếu công ty trở nên lợi hại nhất thì nàng cũng có phần, vì vậy nàng muốn làm cho công ty trở nên mạnh mẽ nhất. Sau khi nghe được tin tức này thì Khổng Mính và Lam Trạch cùng nhau ở nhà cuồng hoan cả buổi tối, vì bọn họ biết mình sắp giàu đến nơi. Hai người hàn huyên khá lâu, Tôn Hinh Hinh cuối cùng cũng sắp tan tầm, mà Mộc Hàm ở bên cạnh cũng gọi Hạ Thiên dùng cơm, vì thế mà hai người cùng lo cao. Bữa tối khá phong phú, Hạ Thiên ăn rất thỏa mãn, Mộc Hàm cũng rất vui sướng, nàng nhìn người đàn ông của mình ăn sạch những gì mình làm, thật ra đây là một chuyện rất đáng vui. Chồng, bây giờ còn sớm. Chúng ta ra ngoài một chút nhé. Sau khi thu dọn bát đũa thì Mộc Hàm nũng nịu đề nghị, nàng biết rõ cơ thể mình rất có lực hấp dẫn với Hạ Thiên, nàng cũng biết rõ Hạ Thiên làm những hoạt động kia không biết mệt. Nàng tất nhiên cũng tình nguyện dùng thân thể của mình làm thú vui cho hắn, nhưng vấn đề là tình nhân không nhất thiết cứ phải kéo nhau lên giường, vì vậy nàng mới kéo hắn đi tản bộ, xem như cũng là những cặp tình nhân bình thường. Hạ Thiên quả nhiên không quá tình nguyện. Vợ, đi đường cũng làm gì vui. Chồng, đi theo tôi một chút không được sao? Mộc Hàm bắt đầu dùng thần công làm nũng vô địch thiên hạ của mình. Nhưng lúc này hình như thần công làm nũng vô địch thiên hạ đã giống như mất đi hiệu lực, ngược lại còn khơi gợi Hạ Thiên bùng phát. Kết quả là hắn vung tay ôm Mộc Hàm vào trong lòng, một tay chụp lên mông nàng. Chồng, đừng làm vậy, trước tiên theo tôi đi tản bộ, tối nay tôi sẽ phục vụ cậu thật tốt. Mộc Hàm nũng nịu năn nỉ. Được rồi. Hạ Thiên dù không quá tình nguyện nhưng cuối cùng cũng phải đồng ý. Hai người đi từ trong nhà ra ngoài, sau đó cùng đi đến một công viên gần đấy, cả hai tay trong tay chậm rãi đi tới. Chồng, tuy Triệu công tử gần đây không tới làm phiền cậu, nhưng tôi luôn cảm thấy một ngày nào đó hai bên sẽ là địch,
Mộc Hàm khẽ nói. Nhưng Triệu gia rất đặc thù, chỉ cần xử lý tốt, dù cậu và Triệu công tử là địch thì cũng chưa chắc là kẻ địch của cả Triệu gia. Dù sao thì còn có tổ trưởng Thiên Tổ Triệu Minh Phong, còn có Yêu Yêu, thậm chí cả Triệu Thanh Thanh ở Giang Hải, tất cả đều là người Triệu gia, mà bọn họ đều có quan hệ rất tốt với cậu. Tôi trực tiếp xử lý Triệu công tử là xong rồi. Hạ Thiên tùy ý nói. Mộc Hàm lại lắc đầu. Chồng, khả năng như vậy là không tốt, biện pháp tốt nhất chính là đánh bại Triệu công tử, để cho hắn trở nên trắng tay nhưng còn giữ lại được tính mạng, như vậy đối với Triệu công tử thì sẽ còn đau khổ hơn cả cái chết. Mộc Hàm khẽ dừng lại một chút rồi nói thêm. Chồng, thật ra tạm thời cậu cũng không nên quá quan tâm đến vấn đề này, gần đây Triệu công tử đang thanh lý tất cả thế lực còn sót lại của Lý gia, nhưng cậu cần hiểu thêm nhiều điều về Triệu gia. Thật ra tôi cảm thấy không biết cũng không có vấn đề gì. Hạ Thiên lại không cho là đúng, dù hắn hiểu câu biết địch biết ta trăm trận trăm thắng, nhưng hắn vẫn cảm thấy cho dù không biết cũng trăm trận trăm thắng. Chồng, cậu muốn nghe tôi kể chuyện xưa không? Mộc Hàm có chút bất đắc dĩ, nàng đành phải làm nũng với hắn. Cậu có muốn nghe không? Được rồi, tôi nghe. Hạ Thiên vẫn khó thể nào chống đỡ được ánh mắt quyến rũ của Mộc Hàm. Mộc Hàm đến gần Hạ Thiên, nàng giang hai tay ôm lấy cánh tay của hắn. Nửa thân thể của nàng tựa lên người hắn, sau đó nàng chậm rãi mở miệng. Triệu gia có thể trở thành đệ nhất gia tộc ở thủ đô, thật ra điều này cũng không phải là ngẫu nhiên, có thể nói đây là một tình cảnh tất nhiên. Chỉ cần không có bất ngờ gì xảy ra thì nhiều năm sau địa vị của Triệu gia sẽ không bao giờ rung chuyển. Vì Triệu gia không những chỉ có thiên phú không như người bình thường, hơn nữa bọn họ còn có những phương thức bồi dưỡng khác biệt. Chương 624, chi tiết về Triệu gia. Khi thấy Hạ Thiên không nói gì thì Mộc Hàm cũng biết hắn vẫn chẳng có hứng thú quá lớn với Triệu gia, nhưng nàng vẫn cho rằng hắn nên hiểu về Triệu gia. Dù Lý gia là gia tộc xếp thứ hai ở thủ đô bị Hạ Thiên phá hủy một cách dễ dàng, nhưng điều này cũng không có nghĩa là Triệu gia sẽ không chịu nổi một đòn, vì nàng biết dù xét về thực lực hay tình ẩn giấu bên trong thì Triệu gia mạnh hơn Lý gia rất nhiều lần. Rất nhiều gia tộc hầu như chỉ có một hình thức bồi dưỡng con cháu trong nhà. Thậm chí trước khi con cháu sinh ra đã được quyết định quy hoạch nhân sinh. Sau này bọn họ cứ phát triển và làm việc theo yêu cầu, cũng không cần quan tâm bọn họ có tình nguyện hay không. Mộc Hàm vừa nép lên người Hạ Thiên vừa chậm rãi đi về phía trước, nàng vừa đi vừa nói tình huống của Triệu gia. Nhưng Triệu gia thì khác, những người trong Triệu gia đều được làm theo những gì mình thích, ví dụ như Triệu công tử thích chơi trò tâm kế, Yêu Yêu thích máy tính, đây đều là những thứ mà bọn họ đam mê. Khi còn nhỏ đã vọc máy tính rồi sao? Hạ Thiên hỏi một câu, hắn không có hứng thú với người Triệu gia, nhưng tất nhiên hắn có hứng thú với vợ mình. Ừ, Yêu Yêu là thiên tài máy tính chính cống, khi mới được 6 tháng tuổi đã phá máy tính. Những đứa bé khác được vài tuổi thì chỉ biết xếp gỗ, nhưng Yêu Yêu khi chưa đến 1 tuổi đã bắt đầu biết chơi game trên máy tính, cô ấy rất yêu thích máy tính, rõ ràng đã có sự yêu thích vượt qua tất cả thứ gì khác. Mộc Hàm cười tươi. Khi Yêu Yêu còn nhỏ thì rất thú vị, đáng tiếc là càng lớn càng đùa dai. Hạ Thiên thầm nói một câu. Cũng không biết máy tính có gì là vui, tôi cảm thấy chẳng có thứ gì cả. Mộc Hàm cũng không phản bác Hạ Thiên, trong lòng thầm nghĩ hắn chẳng phải cũng rất thích một trò sao. Mỗi đêm đều lăn trên người nàng biết bao nhiêu lần, hắn nào có chịu bỏ qua ngay. Mộc Hàm dừng lại một chút rồi tiếp tục. Thật ra Yêu Yêu cũng xem như là đặc thù. Thực tế có rất ít người khi còn nhỏ đã biểu hiện hứng thú điên cuồng như vậy, mà đám người Triệu gia cũng chẳng phải được định vị tương lai ở độ tuổi nhỏ như vậy. Bình thường trước 10 tuổi thì từng người con cháu Triệu gia sẽ phải xem xét các loại kiến thức, sau đó sẽ xem xét hứng thú với phương diện nào, sau đó bọn họ sẽ được chuyên chú vào đó. Tất nhiên Triệu gia cũng không tiếc bất kỳ cái giá nào để đào tạo bọn họ. Tốt như vậy sao? Hạ Thiên lúc này có chút hâm mộ, hắn nói. Khi vui đùa với thần tiên tỷ tỷ thì ba vị sư phụ đều không cho, vì không muốn cho tôi học được kinh nghiệm này. Nhưng không có biện pháp, tôi hiếu học quá mạnh mẽ, quá lợi hại, sau đó bọn họ chỉ còn có biện pháp cho tôi và thần tiên tỷ tỷ ở cùng nhau mà thôi. Mộc Hàm chợt ngẩn ngơ, nàng cũng không biết Hạ Thiên vì sao lại lợi hại như vậy, nhưng hắn lợi hại vì thần tiên tỷ tỷ sao? Triệu gia có thể nói là khai sáng ở phương diện này, con cháu của Triệu gia, dù muốn làm gì cũng được Triệu gia nâng đỡ. Có những gia tộc vì giữ thân phận mà không cho con cháu đi làm những chuyện không xứng đáng, nhưng Triệu gia lại không giống, ví dụ như Triệu Vũ Cơ, tuy tôi không xác định Triệu Vũ Cơ là người Triệu gia, nhưng cũng chính vì đặc thù của Triệu gia mà người ta nghi ngờ Triệu Vũ Cơ.
Mộc Hàm vội vàng nói. Nếu là Lý gia hay các gia tộc khác thì chắc chắn sẽ không cho con cháu trong gia tộc đi làm ngôi sao, đối với tất cả các gia tộc thì không ai xem trọng nghề con hát, nhưng Triệu gia sẽ không quan tâm. Đừng nói là ca hát này nọ, dù làm hát đạo thì cũng không có ai ngăn cản, tất nhiên thực tế thì không có người nào ở Triệu gia đi làm hát đạo. Khi thấy Hạ Thiên không nói gì thì Mộc Hàm tiếp tục. Cũng vì đặc điểm này mà Triệu gia luôn khác biệt với các gia tộc khác, cũng làm cho mỗi người ở Triệu gia không giống người thường. Người Triệu gia mỗi lần chọn lĩnh vực cho riêng mình thì thường không nhường ai, thế hệ này ngoài Triệu công tử và Yêu Yêu thì còn có một nhà khoa học trẻ tuổi, một người tham chính, trước mắt đang công tác ở Ủy ban Kỷ luật Trung ương, đều là những người quan trọng. Người duy nhất xem như bình thường chính là Triệu Thanh Thanh ở thành phố Giang Hải, nhưng Triệu Thanh Thanh sở dĩ là bình thường cùng vì năm xưa cha cô ấy rời khỏi thủ đô. Vì sao năm xưa cha của Triệu Thanh Thanh lại rời khỏi thủ đô? Hạ Thiên dùng giọng kỳ quái hỏi một câu. Điều này tôi cũng không rõ. Mộc Hàm lắc đầu. Nhưng Triệu gia có một quy định, dù là nam hay nữ thì khi tròn 18 tuổi cũng phải tự đi tìm quan hệ và lối đi của riêng mình, cũng chính là tự xây thế lực của mình. Người Triệu gia nếu trưởng thành và gặp đối thủ, bình thường không được phép mượn lực lượng gia tộc để đả kích đối thủ. Có lẽ năm xưa cha của Triệu Thanh Thanh cũng cảm thấy phát triển ở thủ đô là khó khăn, vì vậy mới bỏ đi. Mộc Hàm dừng lại một chút rồi bổ sung. Thật ra đây cũng là một cái quy định, cũng là một chỗ đáng sợ của Triệu gia. Dần ra người Triệu gia đều có một thế lực thuộc về mình, dù chỉ lợi dụng thế lực của riêng mình cũng có thể chống lại nhiều gia tộc khác, nếu bọn họ một khi liên hợp lực lượng lại thì năng lượng sẽ cực kỳ kinh người, vì thế mà ở thủ đô không có người nào si tâm vọng tưởng muốn đánh ngã Triệu gia. Thật ra cũng không khó, xử lý tất cả đám người lợi hại của Triệu gia, như vậy không phải là xong rồi sao? Hạ Thiên hời hợt nói. Mộc Hàm không nói gì, nàng cũng không thể nói những lời của Hạ Thiên là không đúng, thực tế thì trên thế giới này cũng chỉ có hắn mới muốn dùng phương pháp này để đối phó với Triệu gia. Chồng, cậu cũng không thể giết cả Yêu Yêu đấy chứ. Mộc Hàm có chút bất đắc dĩ. Tất nhiên là không thể, cô ấy là vợ tôi. Hạ Thiên trả lời. Vì vậy, chồng, cậu cũng đừng nghĩ sẽ đi xử lý tất cả đám người ở Triệu gia, cậu nghe tôi một lần. Cậu có thể đối phó với Triệu công tử nhưng không cần đối địch với cả Triệu gia. Dù sao thì Triệu gia cũng không phải đều là kẻ địch của cậu, mà Triệu công tử cũng không phải là đại biểu cho cả Triệu gia. Mộc Hàm khẽ nói. À, thật ra tôi cũng không có thù oán với những người khác ở Triệu gia, chỉ có Triệu công tử kia chuyên gây phiền phức cho tôi, vì vậy có cơ hội tôi sẽ xử lý hắn. Hạ Thiên lười biếng nói. Còn đám người Triệu gia khác, bọn họ không làm phiền tôi. Như vậy tôi sẽ không quan tâm đến bọn họ. Mộc Hàm nghe Hạ Thiên nói như vậy thì cũng có thêm chút yên tâm, Triệu gia rất hùng mạnh, thật ra dù là nàng cũng không thể hoàn toàn tìm hiểu. Thủ đô đã có người từng nói, Triệu gia hùng mạnh cũng vì có thể làm những chuyện mà các gia tộc khác không thể làm được. Người trong các gia tộc khác, dù có địa vị gì cũng có thể thay thế, mà người Triệu gia, dù ở vào bất kỳ địa vị gì cũng khó thể thay thế. Vợ, chị có phát hiện đám người kia có chút kỳ quái không? Hạ Thiên mở miệng hỏi. Chương 625, vụ nổ trong công viên. Người nào? Mộc Hàm có chút sững sờ, sau đó nàng cũng vô thức liếc mắt nhìn khắp chung quanh, nàng làm như vậy cũng phát hiện tình huống có gì đó là lạ. Dù bây giờ bầu trời đã bắt đầu tối nhưng Mộc Hàm vẫn có thể phát hiện ra chung quanh có vài người đi bộ, cũng có nhiều cặp tình nhân ngồi trên ghế đá. Nhưng nếu chỉ cần nhìn kỹ thì phát hiện ra đám người này chỉ là giả. Nhưng Mộc Hàm cũng nhanh chóng phát hiện ra đám người này không phải đến vì mình và Hạ Thiên, vì ánh mắt của bọn họ nhìn chằm chằm vào một hướng, thực tế nàng và Hạ Thiên hôm nay đến đây thì người khác cũng khó thể dự đoán được, vì vậy không có khả năng người ta chờ bọn họ đến. Những người kia còn mang theo súng. Hạ Thiên lúc này còn nói thêm. Chồng, bọn họ có phải là... Mộc Hàm khẽ nói. Hình như có chuyện gì đó xảy ra. Một tiếng nổ lớn vang lên từ một nơi không xa cắt đứt lời nói của Mộc Hàm, một thùng rác ở cách xa bọn họ vài trăm mét chợt phát nổ. Tiếng nổ lập tức làm kinh động đám người âm thầm giấu súng, lập tức có vài chục người từ bốn phía phóng về phía phát ra tiếng nổ. Thục Mẫn, sao lại là em? Mau, gọi xe cứu thương, gọi xe cứu thương. Ở phía bên kia vang lên một tiếng hô lớn, có vẻ cực kỳ lo lắng. Vẻ mặt Mộc Hàm có hơi biến đổi. Sao lại là cô ta? Ai vậy? Hạ Thiên kỳ quái hỏi một câu. Chồng, nhanh, chúng ta sang xem thế nào. Mộc Hàm kéo Hạ Thiên chạy về phía địa điểm gặp chuyện không may.
Mười mấy người đang vây quanh chỗ đó, trên mặt đất là một người phụ nữ trung niên, toàn thân đầy máu đen, chỉ cần nhìn qua là biết đã hôn mê. Ở bên cạnh nàng là một người đàn ông trung niên mặc tây trang, vẻ mặt người này rất lo lắng, hắn muốn ôm người phụ nữ trung niên nhưng lại không dám động vào. Xe cứu thương đâu, sao còn chưa tới? Người đàn ông trung niên lúc này rõ ràng đã mất đi tỉnh táo, nếu không hắn sẽ chẳng hỏi câu này, vì vừa điện thoại còn chưa đến một phút đồng hồ, xe cứu thương cũng không đến nhanh như vậy. Cục trưởng Đàm, có chuyện gì xảy ra? Mộc Hàm kéo Hạ Thiên lao đến, nàng dùng giọng ân cần hỏi người đàn ông trung niên. Mộc Hàm nhìn người phụ nữ trung niên trên mặt đất mà kinh hoàng. Đây là giáo sư Mai sao? Chồng, mau hỗ trợ cứu người. Hạ Thiên không nghĩ ra. Vợ, bọn họ là ai? Chồng, đây là cục trưởng Đàm lập tân cục đả kích tham quan của Viện Kiểm sát Thủ đô. Người bị thương chính là vợ của cục trưởng Đàm, giáo sư Mai Thục Mẫn. Cậu nhanh chóng trị thương cho giáo sư Mai, trước kia cục trưởng Đàm đã từng giúp tôi. Mộc Hàm nhanh chóng nói. Tình huống cụ thể tôi sẽ nói sau. À, được rồi. Nghe nói đối phương đã từng giúp Mộc Hàm, vì vậy Hạ Thiên lập tức đồng ý, hắn lấy ra một cây ngân châm rồi ngồi xổm xuống chuẩn bị thi châm. Là cô sao? Đàm Lập Tân lúc này cũng nhận ra Mộc Hàm, sau đó hắn nhìn Hạ Thiên. Vị này là... Cục trưởng Đàm, đây là chồng tôi, là Hạ Thiên, anh có lẽ đã nghe qua tên tuổi của cậu ấy rồi chứ? Mộc Hàm nhanh chóng nói. Tình hình vết thương của giáo sư Mai có vẻ rất nặng, xe cứu thương sợ sẽ đến không kịp, vì vậy hãy để chồng tôi cứu chị ấy. Thần y Hạ Thiên sao? Đàm Lập Tân lập tức cười ngây ngốc, hắn nhìn Hạ Thiên mà hình như cảm thấy khó tin vì đối phương trẻ như vậy. Hắn đã từng nghe qua tên tuổi của Hạ Thiên, nhưng chẳng qua chỉ là nghe qua mà thôi, tình huống cụ thể không rõ ràng lắm, vì vậy cũng không biết Hạ Thiên có bộ dạng thế nào. Hạ Thiên cũng không quan tâm Đàm Lập Tân có tin hay không. Dù sao vợ đối phương cũng cần hắn hỗ trợ, vì vậy mà lập tức trở nên bận rộn. Hắn lấy ngân châm trực tiếp đâm lên người của Mai Thục Mẫn. Tuy Mai Thục Mẫn bị vụ nổ làm bị thương nhưng rõ ràng cũng không quá trực tiếp, hơn nữa uy lực của vụ nổ cũng không lớn, vì vậy ngoại thương cũng không quá nghiêm trọng. Ngược lại thì nàng cũng bị nội thương do sóng chấn động, cũng vì vậy mà bây giờ mới sinh ra tình trạng hôn mê. Đây rõ ràng không phải là nan đề với Hạ Thiên. Hắn chỉ mất vài phút ngắn ngủi đã liên tục đâm vài trăm châm lên người Mai Thục Mẫn, sau đó hắn thu hồi ngân châm rồi đứng lên nói với Mộc Hàm. Vợ, xong rồi. Điềm điềm, điềm điềm. Một giọng nói lo lắng từ dưới đất vang lên, Mai Thục Mẫn vừa hôn mê lập tức bỏ lên, sau đó nàng nhìn khắp chung quanh rồi chụp lấy tay Đàm Lập Tân. Lập Tân, điềm điềm đâu? Bọn họ đã thả điềm điềm chưa? Thục Mẫn, em không sao rồi à? Đàm Lập Tân dùng ánh mắt khó tin nhìn vợ, sau đó hắn dùng một tay ôm lấy nàng. Em không sao, em tốt lắm, nói mau, điềm điềm đâu? Chúng ta cũng đã trả tiền, chẳng lẽ bọn họ không thả người? Mai Thục Mẫn vội vàng hỏi. Giáo sư Mai, bọn cướp cũng không thả người, chị vừa đem tiền đến thùng rác, một lúc lâu sau thùng rác đã nổ tung. Theo tôi phán đoán thì đối phương căn bản không có ý muốn thả người. Một tên cảnh sát mặc thường phục tiến lên nói. Mà trước đó bọn họ muốn bắt giáo sư Mai đến đưa tiền chuộc, có lẽ vì nhắm vào mục tiêu là chị. Tôi bị bom làm cho bị thương sao? Tôi vừa hôn mê sao? Tôi hôn mê bao lâu rồi? Còn chưa tìm được điềm điềm. Vậy có phải đã xảy ra chuyện rồi không? Mai Thục Mẫn càng nói càng kích động, sau đó nàng bắt đầu ôm lấy tay Đàm Lập Tân để lay động qua lại. Anh nói đi, điềm điềm rốt cuộc bị làm sao vậy? Em đã nói anh không nên đắc tội với nhiều người. Bây giờ thì tốt chưa? Nếu điềm điềm xảy ra chuyện thì em sẽ không để yên cho anh đâu. Mai Thục Mẫn lớn tiếng khóc giống, đám cảnh sát mặc thường phục ở bên cạnh tỏ ra hổ thẹn. Con gái của Đàm Lập Tân bị bắt cóc, bọn họ căn bản không tìm thấy bọn cướp, hơn nữa còn xa vào bẫy của đám cướp, thiếu chút nữa đã làm cho Mai Thục Mẫn bị nổ chết. Thục Mẫn, em chỉ hôn mê một lúc mà thôi, con gái không có việc gì, trước đó anh còn nghe thấy giọng nói của nó. Sẽ không lập tức xảy ra chuyện nhanh như vậy được, em yên tâm, anh nhất định sẽ cứu con gái quay về. Đàm Lập Tân ôm vợ, hắn an ủi nàng, vẻ mặt có chút bi phẫn. Chuông điện thoại di động vang lên, lúc này tiếng chuông phát ra từ trên người Đàm Lập Tân. Lúc này hắn vội vàng lấy điện thoại ra, sau khi nhìn thoáng qua dãy số thì lập tức nhận điện thoại, sau đó hắn giống lên phẫn nộ. Các người rốt cuộc muốn thế nào? Con gái tôi đâu? Đàm Lập Tân. Cảm giác khi vợ bị nổ bị thương là thế nào? Tôi đã sớm cảnh báo anh rồi,
làm người phải có chừng có mực, những chuyện không nên thì đừng tra xét, nhưng anh lại không nghe lời, đây chính là kết cục của anh. Đầu dây bên kia vang lên một âm thanh lạnh lùng. Anh còn muốn con gái sao? Ha ha ha, yên tâm, tôi sẽ trả con gái cho anh, nhưng điều kiện tiên quyết là con gái anh phải có thể sống qua tối nay. Đêm nay tôi sẽ cho nó trả qua một đêm khó quên, ngày mai tôi sẽ đưa nó về cho anh, còn lúc đó là người sống hay thi thể thì phải xem con gái của anh có chịu đựng được mười mấy người đàn ông hay không, ha 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 ha. Chương 626, bọn cướp càn rỡ. Súc sinh. Đàm Lập Tân quát lên nghiêm nghị. Các người là một đám súc sinh, tôi sẽ không bỏ qua cho các người. Đàm Lập Tân, kết quả của mày là tấm gương cho đám người ở thủ đô, mày phải cảm thấy may mắn mới đúng, cũng không phải ai cũng có thể trở thành tấm gương, ha ha ha. Đối phương cười lớn cực kỳ đắc ý rồi cúp điện thoại. Đàm Lập Tân siết chặt hai nắm đấm, hai mắt vô tình đỏ bừng. Lập Tân, thế nào, bọn họ nói thế nào, bọn họ muốn thế nào mới thả Điềm Điềm. Mai Thục Mẫn đã ngừng khóc, nàng vội vàng hỏi. Thục Mẫn, đám cầm thú này không phải muốn đòi tiền của chúng ta, bọn họ đến vì muốn trả thù, vì vậy bọn họ sẽ không thả người. Đàm Lập Tân cắn răng, giọng điệu trầm thấp mà cực kỳ bất đắc dĩ, lúc này hắn thật sự không biết phải làm sao. Vậy phải làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Điềm Điềm của tôi, con gái ngoan của mẹ, hu hu. Mai Thục Mẫn bắt đầu khóc giống lên. Đàm Lập Tân quay đầu nhìn một tên cảnh sát hơn 30 mặc thường phục rồi hỏi. Đội trưởng Mã, các anh có biện pháp nào không? Cục trưởng Đàm, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức. Đội trưởng Mã nói, nhưng dù là kẻ nào cũng khó thể nắm chắc có thể cứu sống con gái của Đàm Lập Tân trong trường hợp này. Đàm Lập Tân khẽ gật đầu, trong lòng tràn đầy thất vọng và bi phẫn. Hắn biết rõ trông cậy vào đám cảnh sát này thì khả năng con gái được thả về là rất nhỏ. Nhưng ngoài trông cậy vào bọn họ thì hắn còn có thể trông cậy vào ai đây? Cục trưởng Đàm, con gái của anh bị bắt cóc khi nào? Lúc này Mộc Hàm mở miệng hỏi. Đại khái là lúc hơn 6 giờ thì bọn họ đã điện thoại đến nói rằng con gái tôi đang ở trong tay, bắt chúng tôi chuẩn bị 100 ngàn để đưa đến chỗ này, hơn nữa còn muốn Mai Thục Mẫn mang tiền đến. Đàm Lập Tân nhanh chóng trả lời vấn đề của Mộc Hàm. Tôi tưởng rằng chỉ là đám cướp bình thường, chẳng qua chỉ bắt người vì tiền. Nhưng bây giờ tôi mới biết bọn họ căn bản không phải vì tiền mà vì trả thù. Những năm qua tôi đã điều tra ra nhiều tham quan, gần đây tôi lại điều tra một vụ án tham ô, có lẽ vì xúc phạm lợi ích của người khác nên có kẻ đến trả thù. Đàm Lập Tân nói đến đây thì nhìn Mộc Hàm, hắn có chút do dự, cuối cùng cũng khó khăn mở miệng. Tôi biết rõ yêu cầu này của mình có chút đường đột, nhưng cô có thể giúp tôi tìm con gái về được không? Tôi chỉ có một con gái. Nếu nó xảy ra chuyện thì Thục Mẫn chỉ sợ sẽ không chịu được đả kích này, mà tôi. Tôi cũng vậy. Đàm Lập Tân thật ra cũng không tính là quen thuộc Mộc Hàm, năm xưa hắn đã từng giúp nàng. Khi đó Mộc Hàm ra nước ngoài làm nhiệm vụ và gặp phải phiền toái, Đàm Lập Tân lúc đó cũng đang đi công tác nước ngoài, hai bên gặp gỡ, Đàm Lập Tân che giấu để Mộc Hàm thoát khỏi tình cảnh nguy cơ. Cũng vì sự kiện lần đó mà Đàm Lập Tân biết rõ Mộc Hàm là đặc công. Cũng vì như vậy mà bây giờ hắn mới yêu cầu nàng giúp đỡ. Đây rõ ràng là xin thuốc lúc bệnh nặng, những năm qua hắn đắc tội với quá nhiều người, ở thủ đô cũng chẳng có mấy người muốn giúp đỡ hắn. Cục trưởng Đàm, tôi sẽ cố hết sức giúp anh tìm con gái về. Mộc Hàm đồng ý, nàng tình nguyện giúp đỡ Đàm Lập Tân thật ra cũng không vì ơn nghĩa năm xưa, chẳng qua nàng có chút kính trọng hắn, hình tượng một cục trưởng như Đàm Lập Tân là rất hiếm có. Chưa nói đến ai khác. Dù là Mộc Hàm cũng khó thể nào công chính vô tư như Đàm Lập Tân. Cảm ơn Mộc Tiểu Thư, cảm ơn Mộc Tiểu Thư. Đàm Lập Tân vốn cũng không nghĩ rằng Mộc Hàm sẽ đồng ý hỗ trợ, vì vậy bây giờ hắn rất vui mừng, vì vậy liên tục nói lời cảm tạ. Cục trưởng Đàm, không cần khách khí như thế, trước tiên chúng ta phải làm việc cái đã. Mộc Hàm cười nhạt một tiếng, sau đó nàng quay đầu. Đội trưởng Mã, anh là người phụ trách vụ án này sao? Đúng vậy. Chỉ có gì cần phân phó thì cứ nói, chúng tôi nhất định sẽ phối hợp toàn lực. Đội trưởng Mã dùng giọng khách khí trả lời, bây giờ ở thủ đô không có mấy người không biết Mộc Hàm, cũng không có vài người không biết Hạ Thiên. Vừa rồi Hạ Thiên cứu tỉnh Mai Thục Mẫn đã làm cho đám cảnh sát thở dài một hơi, nếu Mai Thục Mẫn có vấn đề gì thì bọn họ sẽ khó tránh khỏi trách nhiệm. Vì vậy mà Mộc Hàm muốn nhung tay vào chuyện này thì đám cảnh sát cũng không có biểu hiện chẳng thoải mái, ngược lại còn cảm thấy cầu còn chưa được. Vợ. Bây giờ chúng ta phải giúp hắn tìm con gái sao?
Lúc này Hạ Thiên mở miệng hỏi, hắn cũng không quen thuộc Đàm Lập Tân, tất nhiên cũng không có hứng thú với vấn đề này, vì vậy trong giọng nói cũng mang theo chút hương vị không tình nguyện. Đúng vậy, chồng, xấu hổ quá, tối nay có thể tôi sẽ không cùng cậu. Mộc Hàm áy náy nói, một cô gái bị bắt cóc, nếu không nhanh tay cứu giúp thì kết quả cực kỳ khó tưởng. Hạ Thiên hỏi lại một câu. Vợ, có phải có một câu lạc bộ thái tử không? Có. Mộc Hàm có hơi sững sờ. Chồng, sao cậu lại đột nhiên hỏi vấn đề này? Vợ, không phải vừa rồi có một tên điện thoại cho hắn sao? Hạ Thiên chỉ vào Đàm Lập Tân. Trong điện thoại có người nói, nơi đó là câu lạc bộ thái tử, nói cách khác đám cướp kia đang ở câu lạc bộ thái tử, nhưng con gái của ông ta có ở đó hay không thì cũng không biết. Ngoài Mộc Hàm thì những người khác đều đưa mắt nhìn nhau, lỗ tai tên kia lợi hại như vậy sao? Nhưng nhìn bộ dạng của Hạ Thiên thì có vẻ không giống nói dối. Đội trưởng Mã, mang theo người của anh, tôi sẽ đến câu lạc bộ thái tử ngay bây giờ. Mộc Hàm cũng đã mở miệng, tất nhiên nàng sẽ tin tưởng Hạ Thiên vô điều kiện. Chỗ đó, đội trưởng Mã có chút do dự, hắn muốn nói gì đó nhưng chợt khựng lại. Vợ, câu lạc bộ thái tử ở đâu vậy? Hạ Thiên hỏi. Mộc Hàm khẽ trả lời. Chồng, nhớ rõ lần trước Bạch Tiểu Lỗi đã nhắc đến Thái tử Minh với chúng ta không? Câu lạc bộ thái tử là nơi những người kia tụ tập lại với nhau vui chơi, trước kia chỉ là một nhóm người tụ tập chơi đùa nhưng bây giờ đã phát triển đến mức bắt cóc, xem ra càng ngày càng biến tướng. Lại là bọn thái tử này. Hạ Thiên có chút mất hứng. Thôi được, vợ, hai người chúng ta đi là được, tôi sẽ đến địa phương khốn kiếp kia đập phá. Nghe cái tên thái tử là đã thấy phiền, tôi thuận tiện đến xem tên khốn thái tử Lâm Giang có ở đó hay không. Vậy thì được, chúng ta đi thôi. Mộc Hàm cũng không muốn làm trễ nãi thời gian, nàng quay đầu nhìn Đàm Lập Tân. Cục trưởng Đàm, anh ở đây chờ tin, chúng tôi đi cứu người. Tôi muốn cùng đi với các người. Đàm Lập Tân vội vàng nói. Cứu người là trách nhiệm của chúng tôi, việc này cứ giao cho chúng tôi. Đội trưởng Mã cũng mở miệng nói, tuy hắn biết câu lạc bộ thái tử kia không dễ chọc vào, nhưng dù là thế nào thì hắn cũng phải đến một chuyến, vấn đề có vào được không thì là chuyện khác. Nếu hắn không đi thì sau này cũng không còn cách nào tiến vào. Chương 627, câu lạc bộ thái tử. Mộc Hàm nhìn đội trưởng Mã, sau đó nàng gật đầu. Vậy thì được, mời đội trưởng Mã A Minh người của anh đi trước, chúng tôi sẽ tới ngay. Được, đội trưởng Mã gật đầu, sau đó hắn vung tay. Theo tôi đi. Mộc Hàm lại nhìn Đàm Lập Tân. Cục trưởng Đàm, anh có lái xe đến không? Có. Đàm Lập Tân vội vàng nói. Mộc Hàm cũng không nói thêm điều gì, nàng nhanh chóng đi theo Đàm Lập Tân và Mai Thục Mẫn vào công viên, sau đó nàng cầm lấy chìa khóa xe của Đàm Lập Tân, cuối cùng chở mấy người phóng đi như bay. Câu lạc bộ thái tử chẳng qua chỉ là một cái tên mà thôi, đây chẳng phải là câu lạc bộ gì cả, thực tế cái được gọi là câu lạc bộ thái tử chẳng qua chỉ là một tòa biệt thự lớn mà thôi. Vị trí của căn biệt thự cũng không tính là vắng vẻ, bốn phía là những bức tường cao hơn 10 thước vây quanh. Chỗ duy nhất tiến vào chính là một cánh cổng lớn, nơi đây có bảo vệ canh giữ, dù là ai muốn vào cũng phải được kiểm chứng thân phận. Còn vấn đề chủ nhân của câu lạc bộ, trên danh nghĩa là của ông chủ bất động sản nào đó, thực tế thì ai cũng biết, nơi này là câu lạc bộ thái tử, chính là địa điểm cho đám con nhà quan ở thủ đô đến tụ tập tìm niềm vui. Khi Hạ Thiên và Mộc Hàm vào trong câu lạc bộ thì trời đã tối, lúc này bên trong câu lạc bộ cũng truyền ra những tiếng cười nói vui vẻ. Còn có cả âm nhạc đinh tai nhức óc, hình như đám người bên trong đang cuồng hoan. Đội trưởng Mã dẫn đầu mọi người xuống xe, hắn đi vào xuất trình giấy tờ và yêu cầu bảo vệ mở cửa. Nơi đây của chúng tôi không chào đón cảnh sát. Một tên bảo vệ nhìn giấy chứng nhận rồi dùng giọng không quan tâm nói. Chúng tôi đang điều tra một vụ án, cần các anh phối hợp. Đội trưởng Mã có chút căm tức. Các người muốn làm gì, có biết đây là chỗ nào không? Một tên bảo vệ dùng giọng kiêu ngạo nói. Mau cút ra, nếu không ông chủ của chúng tôi chỉ cần gọi một cuộc điện thoại, các người sẽ phải đi làm ăn mày. Đám cảnh sát cực kỳ tức giận nhưng cũng có chút bất đắc dĩ, bọn họ đều biết đám người này không dễ trêu chọc, nếu thật sự đi vào mà không tìm được cô gái con của Đàm Lập Tân, như vậy thì phiền toái sẽ rất lớn. Bọn họ không có chứng cứ, chỉ căn cứ vào lời nói của Hạ Thiên mà chạy đến đây điều tra, vì có nhiều lo lắng nên không dám xông vào. Cục diện trở nên giằng co, bảo vệ không cho vào, đám cảnh sát cũng không bỏ đi. Bọn họ vì sao còn chưa tiến vào cứu người?
Đàm Lập Tân ngồi trong xe dùng giọng lo lắng nói, hắn thấy đám cảnh sát ở ngoài kia do dự một lúc lâu mà không chịu tiến vào. Bọn họ bị ngăn cản, người ta không cho vào. Hạ Thiên lười biếng nói. Tôi đã nói rồi, đám cảnh sát này không làm ăn được gì đâu. Sau khi 60.000 cảnh sát ở thủ đô được điều động mà không tìm được vợ, Hạ Thiên cho rằng đám cảnh sát đều không ra gì. Vậy phải làm sao bây giờ? Đàm Lập Tân nói bằng giọng lo lắng. Vợ, chúng ta cứu người xong thì có thể về nhà không? Hạ Thiên lúc này quay đầu hỏi thăm Mộc Hàm. Mộc Hàm gật đầu đồng ý. Được rồi, con gái của ông tên gì? Hạ Thiên mở miệng hỏi. Chồng, con gái của cục trưởng Đàm là Đàm Điềm Điềm, tôi đã từng gặp cô ấy, tôi đi vào với cậu là được. Mộc Hàm nhanh chóng nói, sau đó nàng kéo cửa xe bước xuống rồi nói một câu với Đàm Lập Tân. Cục trưởng Đàm, anh và giáo sư Mai ngồi đây là được, chỉ cần con gái của anh ở bên trong, tôi sẽ cứu cô ấy ra cho anh. Kính nhờ cô. Đàm Lập Tân gật đầu, lúc này hắn đã đem tất cả hy vọng đặt lên người Mộc Hàm. Điềm Điềm, con đừng nên xảy ra chuyện không may. Lúc này vẻ mặt Mai Thục Mẫn cực kỳ ngây ngốc, nàng thì thào nói. Con gái bị người ta mang đi tạo nên đả kích rất lớn cho nàng, lúc này nàng đã không còn tỉnh táo như bình thường. Hạ Thiên kéo Mộc Hàm đi rồi dùng giọng bất mãn nói một câu. Này, mở cửa ra. Hạ Thiên nói như vậy thì đám cảnh sát nhanh chóng tản ra, bọn họ đang không biết nên làm sao, bây giờ thấy Hạ Thiên và Mộc Hàm ra mặt, tất nhiên là cầu còn không được. Mộc Hàm đi đến dùng giọng lạnh lùng nói. Mở cửa. Cô muốn mở là mở sao? Á. Một tên bảo vệ dùng ánh mắt tham lam nhìn Mộc Hàm, bộ dạng ngả ngớn, nhưng hắn còn chưa nói dứt lời thì đã nghe được một tiếng nổ lớn, một cơn đau dữ dội truyền đến, hắn lập tức ngất đi. Cũng không phải chỉ có một mình hắn bất tỉnh, vài tên bảo vệ khác cũng rơi vào kết cục như vậy. Nhưng cũng không phải Hạ Thiên đánh bọn họ bất tỉnh, chẳng qua chỉ vì nhà sập đập lên người mà thôi. Đám cảnh sát trợn mắt há hồm nhìn Hạ Thiên như quái vật. Tên khốn này quá trâu, trực tiếp đẩy đổ nhà canh gác của người ta, như vậy phải có bao nhiêu sức lực mới được. Nhà gác sập xuống, Hạ Thiên và Mộc Hàm tiến vào, nhưng bảo vệ nơi đây cũng chẳng phải chỉ có vài tên, ngay sau đó đã có vài chục người cầm gậy phóng ra. Hạ Thiên không nói hai lời, hắn xông lên quyền đấm chân đá, những tiếng kêu rên liên tục vang lên, khoảnh khắc sau đã có một đám người gục ngã. Mộc Hàm còn chưa ra tay đã phát hiện tất cả đều gục ngã, điều này làm cho nàng cảm khái. Tuy bây giờ võ công của nàng đã tiến triển rất nhanh, nhưng nếu so sánh với chồng thì quả thật là chênh lệch quá lớn. Trên đường đã không còn người ngăn cản, hai người đi vào, lầu một biệt thự có một đại sảnh, lúc này bên trong có trên trăm nam nữ, một đám uống rượu, một đám nhảy nhót điên cuồng, không ít nam nữ dính vào nhau như sam, căn bản không thèm chú ý đến người bên cạnh. Có lẽ đây chính là kết quả mà bọn họ mong đợi, càng đông thì càng kích thích. Này, đám ngu ngốc các người nhốt Điềm Điềm ở đâu? Hạ Thiên nói một câu như vậy. Đại sảnh chợt yên tĩnh, thậm chí tiếng nhạc cũng ngừng, đám người cũng tản ra, tầm mắt nhìn về phía Hạ Thiên. Ủa, đây không phải là Mộc Hàm sao? Đúng là khách quý, trước kia không biết mời, thậm chí mời cũng không đến, sao hôm nay lại đến đây? Một âm thanh vang lên xóa vỡ bầu không khí yên tĩnh, một người đàn ông hơn 20 đi về phía bên này. Đến, đã đến thì cùng uống vài chén, cơ hội này là khó kiếm, thật sự khó kiếm. Mộc Hàm khẽ nhíu mày, nàng đang định mở lời thì Hạ Thiên đã lóe lên xuất hiện trước mặt tên đàn ông kia, hắn chụp lấy cổ đối phương. Này, thằng ngu, có phải đám người chúng mày bắt Điềm Điềm không? Chương 628, chôn hết chúng mày. Mày muốn làm gì? Tên đàn ông bị Hạ Thiên chụp cổ làm gương mặt đỏ bừng bừng, nói chuyện cũng lắp bắp. Chồng, trước tiên buông hắn xuống cái đã. Mộc Hàm lúc này đi tới nói. Được rồi. Hạ Thiên buông lỏng tay. Mộc Hàm nhìn tên đàn ông, đồng thời nàng quét mắt nhìn đám người bên trong đại sảnh. Chúng tôi đến đây để tìm người, hy vọng các người nói rõ vị trí của Đàm Điềm Điềm, chúng tôi tìm được người sẽ đi ngay. Mộc Hàm, nghe những lời của cô có phải là chưa tìm được người thì không bỏ đi sao? Một tên hỏi. Không đi thì tốt, chúng tôi đang cầu mà không được, ha ha ha. Một tên đàn ông khác cười lớn. Các cậu nói có đúng không? Đúng, lần đầu tiên có người trong tứ danh hoa thủ đô đến nơi này. Lập tức có người phụ họa. Mộc Hàm khẽ hừ một tiếng. Nếu các người muốn tôi tự ra tay tìm người thì sợ rằng tình huống sẽ khác. Mộc Hàm, cô dọa ai vậy? Có một người nói,
giọng điệu có chút khinh thường. Cô cho rằng mình là ai? Chỗ này không ai sợ cô. Vợ, để tôi ra tay. Hạ Thiên mất kiên nhẫn, hắn chỉ muốn nhanh chóng làm xong chuyện, sau đó về nhà ôm vợ ngủ, vì vậy hắn chưa nói dứt lời thì đã ra tay. Hạ Thiên hóa thành một cái bóng nhàn nhạt, hắn dùng tốc độ cực nhanh hiện ra bên cạnh đám người trong đại sảnh, mỗi khi qua mặt một người thì hắn lại thuận tiện vung tay hoặc vung chân. Khoảnh khắc này trong đại sảnh liên tục vang lên những tiếng kêu thảm thiết, còn có những người phụ nữ hét lên cực kỳ khoa trương, có vẻ rất hồ đồ. Mộc Hàm đứng yên tại chỗ, trên mặt lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, cùng làm việc với chồng hình như không cần phải nói quá nhiều, vì hắn căn bản không cho người khác cơ hội mở miệng. Nàng cũng không thấy rõ động tác của Hạ Thiên, nhưng chỉ cần nhìn đám nam nữ ngã lăn trên đại sảnh thì có thể thấy tình cảnh khủng bố cỡ nào. Đáng lý ra có cả trăm nam nữ đang vui đùa cực kỳ hứng thú, nhưng bây giờ ai cũng nằm ngang trên mặt đất, một số người còn hôn mê bất tỉnh, rõ ràng Hạ Thiên ra tay cũng không nhẹ. Vợ, chị chờ chút, tôi sẽ kéo đám người kia ra. Hạ Thiên nhanh chóng trở lại bên cạnh Mộc Hàm, hắn nói một câu rồi biến mất. Mộc Hàm lập tức cảm thấy mơ hồ. Nàng cũng không biết Hạ Thiên muốn làm gì, nhưng chưa đến 10 giây sau thì nàng đã hiểu rõ. Á! Một âm thanh hoảng sợ vang lên, sau đó một người từ trong một gian phòng bay ra, hắn ngã nặng xuống đất rồi gào lên đau đớn. Á! Như vậy cũng chưa phải chấm dứt, vài phút sau liên tục có người ở trong phòng bị ném ra, đầu tiên là lầu 1, sau đó là lầu 2, cuối cùng là lầu 3 chỉ trong thời gian vài phút mà vài chục người bị ném ra đại sảnh, trong đó còn có khá nhiều đôi nam nữ trần truồng. Rõ ràng khi bị Hạ Thiên bắt được thì bọn họ còn đang ở trong hoạt động nguyên thủy nhất. Hạ Thiên cuối cùng cũng trở lại bên cạnh Mộc Hàm. Vợ, tất cả đám người trong căn biệt thự này đều đã ở đây. Khi nghe thấy đám người gào khóc ồn ào thì Hạ Thiên bất mãn nói. Này, yên tĩnh lại, nếu không tôi đánh cho bây giờ. Những lời nói của Hạ Thiên có vẻ tương đối hữu hiệu, hắn quát lên một câu và không kẻ nào dám hé môi. Điều này cũng là bình thường. Nếu ai được kinh nghiệm tình cảnh vừa rồi thì cũng sẽ không hoài nghi tính chân thật trong lời nói của Hạ Thiên, bọn họ thật sự không muốn bị đánh, càng không muốn bị ném từ lầu 3 xuống lầu 1, tuy không chết người nhưng gãy tay gãy chân là đương nhiên. Này, trong số các người ai tên là Điềm Điềm? Hạ Thiên lại hỏi. Không ai trả lời. Vợ, hình như Điềm Điềm kia không có ở đây thì phải. Hạ Thiên quay đầu nhìn Mộc Hàm rồi nói. Mộc Hàm chậm rãi đi về phía trước, nàng tìm trong đám người. Vừa đi vừa nói. Đàm Điềm Điềm, cha cháu nhờ cô đến tìm, cháu không cần sợ, chúng ta sẽ đưa cháu về nhà. Thật, thật là ba nhờ cô đến tìm sao? Một giọng nói rụt rè chợt vang lên. Mộc Hàm nhìn lại, nàng phát hiện một cô gái 16-17 tuổi đang ngồi dưới đất, gương mặt thanh tú xinh đẹp nhưng quần áo có chút rối loạn, ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Chồng, cô ấy chính là Điềm Điềm. Mộc Hàm lập tức nhận ra Đàm Điềm Điềm. Sau đó nàng bước nhanh đến bên cạnh. Điềm Điềm, cô là Mộc Hàm, chúng ta đã từng gặp nhau, cháu còn nhớ không? Đàm Điềm Điềm nhìn chằm chằm vào Mộc Hàm, trong ánh mắt dần mất đi sự sợ hãi, nàng khẽ gật đầu. Cháu nhớ rồi, cháu nhớ cô rồi, cô là người đẹp tóc vàng. Ừ, đừng sợ, không có gì, bây giờ cô sẽ đưa cháu rời khỏi đây. Mộc Hàm vươn tay với Đàm Điềm Điềm. Đàm Điềm Điềm khẽ gật đầu. Nàng bắt lấy tay Mộc Hàm, sau đó Mộc Hàm khẽ dùng sức kéo Đàm Điềm Điềm đứng lên. Cuối cùng Đàm Điềm Điềm bổ nhào vào lòng Mộc Hàm rồi khóc giống lên. Cô Mộc Hàm, bọn họ ức hiếp cháu, bọn họ nói cháu phải nghe lời nếu không sẽ giết cả nhà, bọn họ nói đã làm mẹ nổ chết, ba cũng bị nổ chết, hu hu hu. Đừng khóc, không có gì, mẹ cháu vẫn còn sống. Mộc Hàm khẽ an ủi Điềm Điềm. Trước tiên cô đưa cháu ra ngoài, ba mẹ cháu đang chờ ở bên ngoài. Vâng. Đàm Điềm Điềm nức nở gật đầu, sau đó nàng rời khỏi ngực Mộc Hàm rồi lau mắt, cuối cùng đi theo Mộc Hàm rời khỏi đại sảnh. Trước khi đi Mộc Hàm còn nói với Hạ Thiên một câu. Chồng, trước tiên cậu xem xét đám người này, chút nữa tôi sẽ quay lại ngay. Mộc Hàm vừa đi đắc có vài tên đứng lên, Hạ Thiên lách đến đạp đám người ngã xuống rồi dùng giọng mất vui nói. Anh chưa cho các chú đứng lên, sao dám tự tiện? Lần này không còn ai dám đứng lên. Này, nghe nói trong đám ngu các chú có một thằng tên là Thái Tử, có phải không? Hạ Thiên mở miệng hỏi. Vẫn không ai trả lời. Không nói phải không? Hạ Thiên rất mất vui. Không nói anh sẽ chôn sống các chú. Hạ Thiên vỗ tay vào tường, một tiếng ầm vang lên, vách tường sụp một mảng.
anh muốn làm gì? Có một người phụ nữ hoảng sợ lên tiếng. Không phải tôi đã nói rồi sao? Tôi sẽ chôn các người ở đây. Hạ Thiên dùng giọng mất vui nói. Tôi sẽ hủy căn biệt thự này, tiện tay chôn luôn các người, coi như một công đôi việc, hiểu chưa? Anh rõ ràng là mưu sát. Đám phụ nữ càng hoảng sợ, bọn họ bắt đầu hét ầm lên. Mưu sát thì sao? Các người có thể bắt cóc, tôi không được mưu sát sao? Hạ Thiên không quan tâm. Hơn nữa căn nhà tự sập, nào có liên quan đến tôi? Hạ Thiên nói xong thì vỗ tay ra, lúc này tường lại sập, Hạ Thiên còn nói. Các chú xem, anh không dùng tay vào tường, tự nó sập, trách anh được sao? Nhà sắp sập, chạy mau. Đột nhiên có người gào lên, đám người từ trên mặt đất đứng lên bỏ chạy như ong vỡ tổ. Chương 629, Thái tử xa lưới. Lại là những tiếng kêu rên thảm thiết, đám người cố gắng chạy ra ngoài đại sảnh bị Hạ Thiên đá văng trở lại, hơn nữa còn nện lên người đám chuẩn bị bỏ chạy theo sau, tất cả đều lăn đùng ra đất. Đúng là một đám ngu như heo, nếu anh cho các chú bỏ chạy như vậy thì còn mặt mũi gì nữa. Hạ Thiên bất mãn nói một câu. Sau đó hắn đảo mắt lên người một tên đàn ông. Này, chú đến đây. Tên đàn ông này cúi đầu làm người ta không nhìn rõ tướng mạo, nhưng vì nguyên nhân cúi đầu mà không biết Hạ Thiên đang gọi ai, vì vậy hắn không có chút phản ứng. Hạ Thiên lóe người đến bên cạnh tên đàn ông, hắn sắc đối phương lên rồi nói. Này, chú không nghe thấy sao? Tên đàn ông cuối cùng cũng ngẩng đầu, người này hơn 30, bộ dạng có vẻ nhã nhặn, lúc này hắn cũng rất hoảng sợ. Anh vừa nói gì? Vừa rồi chú nói mọi người bỏ chạy phải không? Hạ Thiên trừng mắt nhìn tên đàn ông. Anh nhớ giọng nói của chú, khi anh còn ở thành phố Giang Hải, có phải chú đã điện thoại cho anh không? Tôi không biết anh đang nói gì. Tên đàn ông tỏ ra rất kinh hoàng. Anh mau thả tôi ra. Thằng ngu mày có phải là thái tử không? Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào tên đàn ông, sau đó hắn hỏi. Tôi không biết cái gì là thái tử. Tôi chỉ vừa đến nơi này, cha tôi là phó chủ tịch thành phố ở đây, anh mau thả tôi ra, nếu không cha tôi sẽ không bỏ qua cho anh. Người đàn ông này hình như không còn hoảng sợ mà trở nên tức giận. Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào tên đàn ông, sau đó hắn lấy điện thoại ra, hắn bấm một dãy số, là số máy của Lãnh Băng Băng. Làm gì vậy, tôi đang bận lắm. Lãnh Băng Băng ở đầu dây bên kia có chút mất hứng, nhưng dù nàng mất hứng cũng khó thể che giấu sự mừng rỡ. Rõ ràng nàng đang rất vui vì nhận được điện thoại của Hạ Thiên. Vợ cảnh sát tỷ tỷ, chị còn nhớ tên thái tử ở huyện Lâm Giang không? Hạ Thiên mở miệng hỏi. Tất nhiên là nhớ, bây giờ cảnh sát tỉnh Bình Hải đang liên tục truy nã, sao vậy? Lãnh Băng Băng có chút buồn bự, Lưu Manh lần này không mở miệng đùa giỡn làm nàng cảm thấy không quen. À, bây giờ tôi gặp một tên, tôi nghi ngờ hắn là thái tử, nhưng tôi không biết bộ dạng hắn là thế nào, hơn nữa cũng chưa từng gặp mặt. Chỉ có hình của hắn không? Hạ Thiên nhanh chóng hỏi. Tất nhiên là có, cậu chờ chút, tôi sẽ lập tức đưa ảnh của hắn cho cậu. Lãnh Băng Băng trả lời ngay, sau đó nàng lại bổ sung một câu. Này, nếu thật sự là Thái Bằng Trình kia thì cậu nên bắt lại giao cho cảnh sát thủ đô cũng được, đừng đánh chết hắn, người này biết rất nhiều chuyện, có liên quan đến rất nhiều vụ án, hiểu chưa? Được rồi. Hạ Thiên đồng ý cũng không quá tình nguyện. Thật ra hắn muốn trực tiếp xử lý Thái Bằng Trình, trước đó hắn đã muốn xử lý Thái Bằng Trình ở thành phố Giang Hải, nhưng khi đó hắn còn chưa bắt được đối phương. Tôi sẽ cúp máy trước, ảnh sẽ gửi lại cho cậu sau, nếu cậu thật sự bắt được hắn thì nhớ nói cho tôi biết một tiếng. Lãnh Băng Băng nhanh chóng nói, sau đó nàng cúp điện thoại. Chưa đến một phút sau một tấm hình đã được gửi đến điện thoại của Hạ Thiên. Hạ Thiên nhìn tấm hình, sau đó lại nhìn tên đàn ông, cuối cùng hắn trở nên vui sướng. Thì ra tên ngu này chính là thái tử. Hạ Thiên, bị mày bắt được thì coi như tao xui xẻo, nhưng vẫn là câu nói trước kia, tao sẽ không tha cho mày. Tên đàn ông đã không còn sợ hãi, những biểu hiện vừa rồi chẳng qua chỉ là giả vờ, Thái Bằng Trình hắn từng là thái tử hô phong hoán vũ ở huyện Lâm Giang, dù trước kia núi Thái Sơn có sập thì vẻ mặt hắn cũng không biến đổi. Vì vậy bây giờ Hạ Thiên biết được thân phận của hắn, tất nhiên hắn cũng cực kỳ chấn định. Này, ai không để yên cho chú? Hạ Thiên dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Thái Bằng Trình. Chú sắp toi đến nơi rồi. Hạ Thiên quay đầu nhìn Mộc Hàm dẫn theo một đám cảnh sát tiến vào, Hạ Thiên vội vàng nói. Vợ, chị đến vừa đúng lúc, chị điện thoại cho lão già La Dân Sinh kia đi,
để ông ta bắt tên ngu ngốc thái tử này về cục cảnh sát đi. Mộc Hàm có chút kinh ngạc, nàng nhìn Thái Bằng Trình, sau đó dùng giọng nghi ngờ hỏi. Chồng, anh xác định hắn là tên thái tử ở huyện Lâm Giang sao? Tất nhiên là xác định, vợ cảnh sát tỷ tỷ đã gửi đến một tấm hình, chị xem, đúng là hắn. À, đúng rồi, vợ cảnh sát tỷ tỷ nói người này đang bị cảnh sát tỉnh Bình Hải phát lệnh truy nã, trước tiên tôi giao hắn cho cảnh sát thủ đô. Hạ Thiên lấy điện thoại có tấm hình cho Mộc Hàm xem rồi nói. Được rồi, trước tiên tôi điện thoại cho cục trưởng La. Mộc Hàm đồng ý, thực tế dù không có chuyện này thì nàng cũng phải điện thoại cho La Dân Sinh, vì nàng muốn cảnh sát đem tất cả đám người trong này ra ngoài, tất nhiên phân cục cảnh sát lại không đủ lực lượng, hình như cũng không dám bắt người. Điều làm cho Mộc Hàm cảm thấy ngoài ý muốn chính là khi điện thoại đến cho La Dân Sinh, đúng lúc La Dân Sinh đang dẫn người về phía bên này, rõ ràng lão đã biết chuyện phát sinh ở nơi đây. Hạ Thiên cũng điện thoại cho Lãnh Băng Băng, nhưng Lãnh Băng Băng cũng không có nhiều thời gian với Hạ Thiên, vì nàng phải lập tức điện thoại cho cục trưởng cục công an tỉnh là Hào Đồ, sau đó để Hào Đồ liên lạc với cục công an thủ đô. Vợ, bây giờ chúng ta đã có thể về nhà chưa? Hạ Thiên cũng không muốn tiếp tục ở lại chỗ này. Chồng, đợi khi cục trưởng La đến thì chúng ta sẽ rời khỏi chỗ này. Mộc Hàm khẽ nói. Tốt nhất là chúng ta trực tiếp đưa Thái Bằng Trình vào trong tay La Dân Sinh, như vậy sẽ không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Được rồi. Hạ Thiên cũng chỉ có thể chờ đợi. Nhưng Hạ Thiên cũng không đợi quá lâu, chừng 10 phút sau thì La Dân Sinh đã dẫn người đến, vài phút sau đó Hạ Thiên và Mộc Hàm cũng cùng nhau bỏ đi, những sự việc phát sinh sau đó không cần hắn phải quan tâm. Hôm nay đối với La Dân Sinh và rất nhiều cảnh sát thủ đô thì rõ ràng là một đêm khó ngủ, đối với những quan viên và gia đình phú hào thủ đô thì cũng là một đêm khó ngủ, vì con cháu của bọn họ bị bắt vào cục công an, bọn họ cần phải hoạt động, cần phải tạo ra áp lực cho cảnh sát, hy vọng cứu con mình ra. Hạ Thiên và Mộc Hàm cũng có một đêm không ngủ, chiến trường của bọn họ tất nhiên là trên giường, Mộc Hàm ngày càng trưởng thành và ngày càng tươi đẹp, nàng lại làm cho Hạ Thiên sung sướng đến tận sáng sớm. Cuối cùng Mộc Hàm mới có thể ghé sát lên người Hạ Thiên mà nằm ngủ, cả buổi tối nàng rất chủ động, kết quả là tiêu hao tất cả thể lực. Chồng, tôi ngủ trước, lát nữa còn phải đến địa tổ. Mộc Hàm nói ngủ là ngủ, ngay sau đó nàng đã dựa vào người Hạ Thiên rồi ngủ rất say. Hạ Thiên cũng ngủ ngay lập tức, cũng không biết đã ngủ được bao lâu thì hắn tỉnh lại, bị chuông điện thoại làm cho thức tỉnh. Ai đó? Hạ Thiên lầm bầm một câu, hắn thuận tay cầm điện thoại lên xem. Những bất mãn trong lòng chợt biến mất sạch sẽ. Chương 630, lần đầu tiên gặp mặt Triệu Minh Phong. Hạ Thiên lập tức nhận điện thoại, hắn dùng giọng cao hứng hỏi. Vợ Mỹ Nhi, bây giờ chỉ có thời gian để tôi chữa hết bệnh chưa? Cậu ở đâu? Người gọi điện thoại đến là Mỹ Nhi, giọng điệu của nàng có chút kỳ quái, không hề lạnh nhạt như xưa, hơn nữa trong giọng nói lại có chút hân hoan khó che giấu. Chồng, mấy giờ rồi? Một âm thanh mơ hồ chợt vang lên, Mộc Hàm cũng bị đánh thức. Âm thanh này rõ ràng cũng làm cho Mị Nhi ở bên kia nghe thấy được, vì vậy không đợi Hạ Thiên mở lời thì Mị Nhi đã hỏi. Cậu ở cùng một chỗ với Mộc Hàm sao? Đúng vậy, vợ Mị Nhi, có phải chị cũng muốn đến không? Hạ Thiên cười hì hì nói. Tôi tìm cậu có chuyện, cậu có thể tự đến một chuyến được không? Trong giọng nói của Mị Nhi mơ hồ mang theo chút hương vị năn nỉ. Hạ Thiên lập tức đồng ý. Không có vấn đề, vợ Mị Nhi đang ở đâu? Tôi sẽ đến tìm chị ngay. Tôi đang ở khu căn cứ của Thiên Tổ, Mộc Hàm biết rõ chỗ này. Mị Nhi trả lời. À, vậy thì được, tôi sẽ đi ngay. Hạ Thiên nhìn Mộc Hàm đã tỉnh lại, sau đó nói ngay. Được, tôi ở đây chờ cậu. Mị Nhi nói một câu rồi cúp điện thoại. Mộc Hàm lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo trở lại, nàng đứng thẳng người dậy. Dáng người tuyệt mỹ biểu hiện ra ngoài không khí, giọng điệu lại có chút lười biếng. Chồng, cậu muốn đi đâu, Mị Nhi tìm cậu sao? Đúng vậy, vợ Mị Nhi nói đang ở căn cứ Thiên Tổ, nói tôi đến tìm. Hạ Thiên trả lời. Mộc Hàm nhìn thời gian, nàng không khỏi kêu lên một tiếng duyên dáng. Á, đã hơn 10 giờ, vừa đúng lúc, chồng, tôi phải đến địa tổ, mà căn cứ Thiên Tổ và địa tổ cũng không cách nhau quá xa, chúng ta cùng đi. Mộc Hàm vừa nói vừa mặc quần áo, sau đó nàng vào nhà vệ sinh. Vài phút sau nàng đi ra nói. Chồng, cậu vào đánh răng rửa mặt đi, tôi đi nấu mì, chúng ta ăn cái gì đó rồi đi. Không thể nghi ngờ Mộc Hàm là đặc công vĩ đại,
đồng thời còn có tư chất làm vợ hiền. Trên đời này có không ít người có tư chất làm vợ hiền, nhưng nếu một người chẳng phải hình tượng vợ hiền, hơn nữa còn là đặc công mà biến đổi như vậy thì tuyệt đối là kỳ tích, Mộc Hàm có thể xem là một tồn tại kỳ tích. Đợi đến khi Hạ Thiên mặc quần áo chỉnh tề rời khỏi giường, sau đó làm xong vệ sinh thân thể thì Mộc Hàm đã làm xong hai tô mì thơm ngào ngạt đặt trên bàn. Hai người cùng nhau ăn sáng rồi đi ra, sau đó Mộc Hàm chạy chiếc Audi A7 đến đưa Hạ Thiên đến căn cứ của Thiên Tổ. Chồng, Mỹ Nhi tìm cậu có chuyện gì? Trên đường đi Mộc Hàm không khỏi tò mò hỏi. Có lẽ là để tôi chữa bệnh. Hạ Thiên trả lời, đây cũng là sự kiện hắn mong chờ nhất. Sức khỏe của Mỹ Nhi không được tốt sao? Mộc Hàm có chút ngạc nhiên. Đúng vậy, thân thể của chị ấy có chút kỳ quái, tôi cần phải dùng nghịch thiên bát châm tẩy tủy mới có thể hoàn toàn chữa tốt cho chị ấy. Hạ Thiên gật đầu nói. Tẩy tủy sao? Mộc Hàm mỉm cười ngây ngốc, bây giờ nàng đã biết rõ tẩy tủy là có chuyện gì xảy ra, nàng tin chồng mình tẩy tủy xong cho người ta thì chắc chắn phải làm tí gì đó. Chỉ cần nhìn bộ dạng hắn bây giờ là biết Mỹ Nhi khó thể thoát khỏi ma trường. Mộc Hàm cũng không có ý nghĩ ghen tuông trong đầu, nàng đã sớm biết Hạ Thiên là kẻ lăng nhăng số một, đối với nàng chỉ cần Hạ Thiên tốt với mình là được. Nàng biết rõ đối với những đặc công như mình thì tìm được một người đàn ông cũng là không dễ dàng gì, cũng vì thế mà sinh hoạt cá nhân của nữ đặc công khác loạn, cũng không chỉ riêng nam đặc công mới là như vậy. Nếu so sánh với những nữ đặc công khác thì Mộc Hàm cảm thấy mình may mắn hơn nhiều, dù Hạ Thiên rất lăng nhăng nhưng nàng vẫn có thể ở cùng hắn, điều này là quá đủ. Mộc Hàm không nói thêm điều gì, nàng chỉ chuyên tâm lái xe, nửa giờ sau xe đã đến đúng mục đích. Từ xa nàng đã thấy Mị Nhi đứng bên ngoài trụ sở Thiên Tổ, rõ ràng đang chờ Hạ Thiên đến. Chồng, tôi đi vào căn cứ địa tổ trước, cậu cứ ở bên kia làm gì thì làm, sau khi xong việc có thể đến tìm tôi. Mộc Hàm dừng xe lại nói với Hạ Thiên. Hạ Thiên gật đầu, sau đó hắn xuống xe, Mộc Hàm thì nhanh chóng bắt chuyện với Mị Nhi rồi lái xe bỏ đi. Vợ Mị Nhi. Chị gọi tôi tới có phải muốn chữa bệnh không? Hạ Thiên lại hỏi. Mị Nhi có chút chần chừ, sau đó nàng lắc đầu. Tôi muốn nhờ cậu chữa bệnh cho một người. Vợ Mị Nhi, không phải chị không muốn chữa đấy chứ? Hạ Thiên rất thất vọng. Điều này đợi một lát nữa rồi nói sau, trước tiên cậu theo tôi trước đã. Mị Nhi xoay người bỏ đi. Hạ Thiên dù không quá vui sướng cũng phải đi theo Mị Nhi. Một lát sau hai người đến một sân huấn luyện. Nhưng lúc này cả khu vực huấn luyện chẳng có người nào huấn luyện học tập, thực tế chỉ có một người đứng nơi đó mà thôi. Đây là một người đàn ông trung niên, người này vóc dáng không cao, tướng mạo bình thường nhưng lại bùng ra một khí chất khác biệt. Dù tướng mạo của hắn rất bình thường nhưng dù kẻ nào nhìn thấy thì cũng tuyệt đối không dám khinh thường. Vợ Mị Nhi, chị muốn tôi chữa bệnh cho người này sao? Hạ Thiên thấy người đàn ông trung niên thì càng thêm mất hứng, vì đối phương là đàn ông. Hắn không muốn chữa bệnh cho đàn ông. Mị Nhi không nói gì, nàng đi về phía người đàn ông trung niên rồi khẽ nói. Hắn đã đến. Hạ Thiên, tôi là Triệu Minh Phong. Người đàn ông trung niên mỉm cười với Hạ Thiên. Tôi biết cậu đã khá lâu, cũng rất muốn gặp mặt, hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội. À, thì ra ông là Triệu Minh Phong. Hạ Thiên cuối cùng cũng hiểu ra, bây giờ hắn cũng biết Triệu Minh Phong là tổ trưởng Thiên Tổ. Cũng biết Triệu Minh Phong trước nay luôn giúp hắn. Vì vậy lúc này hắn cũng không quá mất hứng. Nhưng ngay sau đó Hạ Thiên lại buồn bực. Chẳng phải ông đã mất tích rồi sao? Khoảng thời gian trước tôi dưỡng thương, điều này làm cho người ta nghĩ rằng tôi đã mất tích. Triệu Minh Phong mỉm cười giải thích một câu, sau đó hắn chậm rãi nói. Lão nhân gia ám hoàng bây giờ vẫn khỏe chứ? Ông hỏi tam sư phụ của tôi sao? Ông ấy rất khỏe, ăn ngon ngủ ngon. Hạ Thiên lười biếng nói. Cậu có thể nói cho tôi biết ông ấy đang ở đâu được không? Tôi phải làm thế nào mới liên hệ được với ông ấy? Triệu Minh Phong hỏi, trong giọng nói có chút cảm giác bức thiết. Ông ấy sống trên núi, ông cũng không cần liên lạc làm gì, ông ấy không xuống núi đâu. Còn chỗ kia, ông không thể đến được, ngoài tôi và vợ tôi thì người khác không được phép tiến vào, vì vậy ông cũng đừng hy vọng làm gì. Hạ Thiên không quan tâm. Hắn thật sự không thấy hứng thú vì vấn đề này. Triệu Minh Phong khẽ trầm ngâm, sau đó hắn nói. Hạ Thiên, yêu cầu kế tiếp của tôi có thể làm cậu mất hứng, nhưng tôi hy vọng cậu có thể hiểu, dù tôi đã có 99% tin tưởng cậu là đệ tử của lão nhân gia, nhưng tôi vẫn hy vọng cậu có thể chứng minh, để vứt bỏ 1% cuối cùng. Chương 631, chứng minh.
Hạ Thiên quả nhiên mất hứng, hắn bĩu môi. Tôi không muốn chứng minh, ông có tin hay không chẳng sao cả, dù sao tôi cũng chẳng phải rất muốn làm đệ tử của ông ấy. Nếu không phải năm xưa các ông ấy lợi dụng tôi còn nhỏ tuổi để ép làm đệ tử, tôi sẽ không muốn làm đệ tử của bọn họ. Hạ Thiên, chỉ cần cậu trả lời tôi hai vấn đề là được. Triệu Minh Phong cũng không tức giận, năm xưa ám hoàng cũng cực kỳ kiêu ngạo, bây giờ Hạ Thiên có kiêu ngạo cũng chẳng có gì kỳ lạ. Tôi đã nói ông tin hay không cũng chẳng sao, tôi cũng không muốn giả mạo làm đệ tử của người khác. Hạ Thiên có chút bất mãn, hắn lợi hại như vậy mà cần phải đi giả mạo sao? Triệu Minh Phong chợt cười khổ, những lời này của Hạ Thiên là rất đúng, với sự hùng mạnh của Hạ Thiên thì quả thật sẽ không bao giờ đi giả mạo làm đệ tử người khác làm gì, nhưng dù sao hắn cũng phải xác nhận. Cậu không thể trả lời vài vấn đề được sao? Lúc này Mỹ Nhi tức giận nói. Hạ Thiên lười biếng nói. Tôi không muốn làm những việc chẳng có lợi lộc gì. Nếu cậu có thể chứng minh mình là đệ tử của ám hoàng trước mặt tổ trưởng, như vậy tất nhiên cậu sẽ có lợi. Mỹ Nhi tức giận nói. Thật sự có lợi sao? Hạ Thiên cười hì hì với Mỹ Nhi. Nếu không, vợ Mỹ Nhi, đến khi tôi chứng minh mình là đệ tử của Tam Sư Phụ, chị để cho tôi chữa bệnh được không? Được, tôi đồng ý với cậu là được. Mỹ Nhi lập tức đồng ý, sở dĩ nàng sảng khoái như vậy cũng vì hy vọng Triệu Minh Phong có thể thực hiện nguyện vọng nhiều năm qua. Những năm qua Triệu Minh Phong luôn cố gắng tìm kiếm tung tích của ám hoàng, hơn nữa Mỹ Nhi cũng cảm thấy chữa bệnh cũng là chuyện tốt, không có gì không được, đơn giản chỉ cho đại sắc lang chiếm chút tiện nghi mà thôi. Dù sao nàng cũng đã bị hắn nhiều lần chiếm tiện nghi, toàn thân nàng đã từng bị hắn sờ nắn chán chê, bây giờ bị sờ thêm cũng không sao. Hạ Thiên cuối cùng cũng vui sướng trở lại, nàng quay đầu nhìn Triệu Minh Phong. Này, ông hỏi nhanh lên, chỉ được hỏi hai câu thôi đấy. Yên tâm, tôi nói là giữ lời, chỉ hai vấn đề mà thôi. Triệu Minh Phong gật đầu. Vấn đề thứ nhất, tên thật của lão nhân gia là gì? Ông đang xem thường tôi sao? Hạ Thiên có chút bất mãn. Một vấn đề đơn giản như vậy mà ông cũng đặt ra không biết xấu hổ à? Triệu Minh Phong mỉm cười. Ngày xưa tên của ám hoàng không những vang dội ở thủ đô, hơn nữa cũng làm cho nhiều người ở nơi khác sợ mất mật. Thực tế dù là bây giờ thì đám người biết rõ tên của ám hoàng cũng chẳng còn nhiều, rất nhiều người cho rằng ông ấy tên là ám hoàng, nhưng bọn họ cũng không biết ám hoàng chỉ là danh hiệu mà thôi. Vì vậy, Hạ Thiên, nếu cậu thật sự là đồ đệ của lão nhân gia, như vậy vấn đề này đối với cậu là cực kỳ dễ dàng, nhưng nếu cậu không phải là đồ đệ của ông ấy thì lại rất khó. À, tôi hiểu rồi. Tên của Tam Sư Phụ rất khó nghe, chính ông ta cũng không muốn nói cho người khác biết, vì vậy cũng chẳng có nhiều người được biết. Hạ Thiên lười biếng nói. Thật ra tôi cảm thấy người đặt tên rõ ràng có thù oán với Tam Sư Phụ, nếu không thì vì sao một người đàn ông lại lấy tên của một người phụ nữ? Mỹ Nhi ở bên cạnh đã không nhịn được nữa. Tam Sư Phụ của cậu rốt cuộc tên gì? Dài dòng quá. Tôi sẽ nói. Hạ Thiên cười hì hì. Ông ấy tên là Lữ Nhân. Lữ trong chữ đôi, nhân trong từ nhân. Mỹ Nhi chợt ngẩn ngơ, đường đường là ám hoàng mà có cái tên như vậy sao? Đây cũng là lần đầu tiên nàng biết tên của đối phương. Tổ trưởng, đó là tên của ám hoàng sao? Mỹ Nhi nhìn Triệu Minh Phong, cuối cùng nàng cũng không nhịn được phải hỏi. Đúng vậy, đó là tên thật của ông lão. Triệu Minh Phong gật đầu, sau đó hắn nhìn Hạ Thiên. Tuy đến bây giờ tôi đã có thể tin cậu là đệ tử của lão nhân gia. Nhưng vấn đề cuối cùng dù sao cũng vẫn phải hỏi. Hỏi nhanh đi. Hạ Thiên có vẻ mất kiên nhẫn. Trên người ám hoàng dù thế nào cũng có một khẩu súng không thể tìm thấy. Trên người tôi cũng có một khẩu súng như vậy. Cậu có thể tìm ra cây súng đó không? Triệu Minh Phong hỏi. Trước đó không lâu hắn đã dựa vào tuyệt kỹ này mà tránh được phục kích của Lý Gia. Hắn tin trên đời này người biết rõ bí mật đó ngoài bản thân ám hoàng thì chỉ còn đệ tử của ám hoàng mà thôi. Sẽ không còn ai khác. Hạ Thiên không nói lời nào, hắn đánh về phía Triệu Minh Phong, hai tay thỏ ra. Cậu làm gì thế? Mỹ Nhi chợt kinh hoàng, nàng vội vàng quát lớn. Hạ Thiên không trả lời, hắn lập tức quay về chỗ cũ, lúc này trên tay hắn đã có một khẩu súng, sau đó hắn ném khẩu súng cho Triệu Minh Phong. Trả lại cho ông. Triệu Minh Phong nhận súng, vẻ mặt hắn không khỏi có chút kích động. Hạ Thiên, quả nhiên cậu là đệ tử của lão nhân gia. Hạ Thiên không quan tâm đến lời nói của Triệu Minh Phong, hắn quay đầu nhìn Mỹ Nhi rồi cười hì hì nói. Vợ Mỹ Nhi, bây giờ đã có thể để tôi chữa bệnh chưa? Cậu gấp cái gì?
Mị Nhi trừng mắt nhìn Hạ Thiên, nàng chỉ cần nhìn qua đã có thể hiểu, vừa rồi Hạ Thiên đã dùng hành động thực tế để trả lời câu hỏi thứ hai, cũng chính là tìm câu súng trên người Triệu Minh Phong. Vợ Mị Nhi, đây là vấn đề tôi rất quan tâm, chỉ có bệnh, tất nhiên tôi sẽ rất lo lắng, vì vậy phải nhanh chóng chữa trị cho tốt. Hạ Thiên nghiêm trang nói, nghe giọng điệu cũng chẳng biết cao thượng bao nhiêu. Trước tiên cậu chữa trị tốt cho tổ trưởng cái đã. Mị Nhi mở miệng nói. Thương thế của ông ấy không cần chạy chữa, chỉ cần chậm rãi bồi dưỡng là tốt rồi. Hạ Thiên thuận miệng nói. Mị Nhi lập tức lo lắng. Cậu nói vậy có ý gì? Cậu không thể chữa hết bệnh cho tổ trưởng được sao? Cũng chẳng phải không chữa được, nhưng khá phiền phức, trước tiên tôi muốn chữa cho chị trước, ông ấy để muộn một chút cũng không sao. Hạ Thiên giải thích. Không được, cậu phải chữa trị tốt cho tổ trưởng, nếu không tôi sẽ chẳng nhờ cậu chữa cho mình làm gì. Mị Nhi có vẻ rất kiên quyết. Hạ Thiên có chút buồn bực, thực tế hắn đã biết rõ tình huống sức khỏe của Triệu Minh Phong, tuy người này đã mất công lực nhưng sức khỏe không có vấn đề, muốn khôi phục công lực chỉ cần bỏ ra chút thời gian điều dưỡng mà thôi, vì vậy cũng chẳng cần chạy chữa làm gì. Được rồi, trước tiên tôi sẽ chữa cho ông ấy. Hạ Thiên chỉ có thể đồng ý, vì có thể thuận tiện tẩy tủy cho Mị Nhi và kéo luôn lên giường làm một trận, hắn chỉ có thể nghe theo yêu cầu của nàng. Khi thấy Hạ Thiên đồng ý chữa thương cho Triệu Minh Phong thì tâm tình của Mị Nhi cũng khá hơn, nhưng một phút sau, khi nàng phát hiện tình trạng vết thương của Triệu Minh Phong đã được chữa trị xong thì lại sinh ra xúc động muốn đánh Hạ Thiên. Chữa xong bệnh chỉ mất một phút đồng hồ nhưng hắn lại nói rất phiền toái, thiếu chút nữa đã không muốn chữa cho Triệu Minh Phong. Vợ Mị Nhi, bây giờ đã có thể để tôi chữa cho chị chưa? Hạ Thiên lại nhắc đến vấn đề, đối với hắn thì chuyện này rất quan trọng, khó thể quên. Hôm nay tôi không rảnh. Mị Nhi tức giận nói, nàng bị Hạ Thiên làm cho bực bội, bây giờ lập tức khước từ. Vợ Mị Nhi, sao chị nói mà không chịu trách nhiệm tí nào vậy? Hạ Thiên có chút mất hứng, hắn nhìn chằm chằm vào cặp mông của Mị Nhi, hắn bắt đầu suy xét tấn công vào bộ vị mẫn cảm đó như thế nào. Chương 632, Nguyện vọng của Triệu Minh Phong. Sao tôi lại không có trách nhiệm với lời nói? Mị Nhi phản bác. Tôi chỉ nói đồng ý cho cậu chữa bệnh, cũng chưa nói là chữa bệnh ngay hôm nay. Hạ Thiên có chút buồn bực, xem ra vợ Mị Nhi cũng rất lật lọng. Triệu Minh Phong lúc này mở miệng nói. Mị Nhi, nếu thân thể cô có chỗ nào đó không thoải mái thì nên để Hạ Thiên xem qua. Hạ Thiên lập tức có thêm chút hảo cảm với Triệu Minh Phong, người này cuối cùng cũng nói được một lời dễ nghe. Tổ trưởng, thân thể của tôi chẳng có vấn đề gì, bây giờ Thiên Tổ cũng không thiếu chuyện. Gần đây có những sự việc phát sinh mà tôi chưa báo cáo cho anh. Mị Nhi nói đến đây thì chuyển hướng sang Hạ Thiên. Những ngày nay tôi cũng không có nhiều thời gian, sau khi tôi bận rộn xong tất cả thì sẽ tìm cậu chữa bệnh. Triệu Minh Phong lúc này lại mở miệng. Mị Nhi, chuyện Thiên Tổ không cần báo cáo cho tôi. Mị Nhi không khỏi kinh hoàng, sau đó nàng vội vàng nói. Tổ trưởng, anh nói lời này có ý gì? Không báo cáo cho anh thì tôi sẽ báo cáo cho ai? Triệu Minh Phong mỉm cười. Mị Nhi, sau này cô không cần phải báo cáo cho bất kỳ ai, vì sau này cô sẽ là tổ trưởng chính thức của Thiên Tổ. Như vậy sao được? Mị Nhi lập tức nôn nóng. Tổ trưởng, bây giờ anh đã quay lại, hơn nữa tình trạng vết thương đã rất khá, tất nhiên anh phải đảm nhiệm vị trí tổ trưởng. Mị Nhi, tôi còn có chuyện khác. Triệu Minh Phong dùng giọng ôn hòa giải thích. Dù sự việc này có thành hay không, sau này Thiên Tổ sẽ do cô cai quản. Anh muốn đi làm gì? Mị Nhi vội vàng hỏi. Nếu ám hoàng lão nhân gia vẫn còn, như vậy ám tổ do ông ấy tạo nên sẽ không nên biến mất, vì vậy tôi muốn dựng lại ám tổ. Triệu Minh Phong chậm rãi nói. Chỉ có điều, bốn tổ thiên địa huyền hoàng bây giờ năm xưa từng thuộc ám tổ, nhưng bây giờ tôi muốn tập hợp chúng vào nằm dưới ám tổ, điều này cũng không dễ dàng, tôi cần phải tìm sự đồng ý của nhiều người. Dù là như vậy thì anh cũng nên là tổ trưởng Thiên Tổ. Sau khi trùng kiến ám tổ, anh kiêm nhiệm tổ trưởng Thiên Tổ cũng không muộn. Mị Nhi tuy đã hiểu ý đồ của Triệu Minh Phong nhưng vẫn không hiểu quyết định của đối phương. Triệu Minh Phong lắc đầu. Mị Nhi, dù ám tổ có trùng kiến thành công hay không thì tôi cũng không quay lại làm tổ trưởng Thiên Tổ, sau này cô là tổ trưởng Thiên Tổ. Tôi trùng kiến ám tổ xong sẽ không đảm nhiệm chức vụ tổ trưởng, vì ở thủ đô có người phù hợp hơn tôi. Người đó là ai? Mị Nhi không khỏi hỏi. Triệu Minh Phong quay đầu nhìn Hạ Thiên, vẻ mặt trịnh trọng. Hạ Thiên, cậu là đệ tử của Ám Hoàng,
nếu ám tổ được trùng kiến thì chức vụ tổ trưởng, tôi hy vọng cậu có thể đồng ý, nếu ám tổ được trùng kiến thì cậu sẽ đến làm tổ trưởng. Cậu ta sao? Mị Nhi chợt sững sờ, ngay sau đó nàng nói ngay. Hắn sao được, nếu là hắn ta chấp trưởng ám tổ, như vậy ám tổ sẽ còn ra thể thống gì? Tôi mặc kệ. Hạ Thiên cũng từ chối. Tôi cũng không hứng thú làm tổ trưởng ám tổ, chẳng có gì vui, cả ngày phải làm ba công tác này nọ. Triệu Minh Phong chợt sững sờ, hắn cũng không ngờ, chẳng những Mị Nhi phản đối, ngay cả Hạ Thiên cũng từ chối. Hắn tưởng rằng Hạ Thiên sẽ phải đồng ý, dù sao địa vị tổ trưởng ám tổ cũng rất cao, đủ để lùa người như xua vịt, trên đời này sợ rằng cũng không có vài người có thể ngồi trên vị trí đó, hắn cảm thấy Hạ Thiên vừa vặn có năng lực như vậy. Hạ Thiên, tôi biết rõ lúc này cậu nghĩ rằng không thể nào đảm nhiệm vị trí này, nhưng cậu yên tâm, trong giai đoạn đầu trùng kiến ám tổ, tôi sẽ hỗ trợ cậu. Triệu Minh Phong còn nói thêm. Hạ Thiên lập tức mất hứng. Ai nói tôi không thể nào đảm nhiệm, tôi chỉ không muốn làm tổ trưởng ám tổ mà thôi. Tóm lại ông đừng tìm tôi, ông muốn trùng kiến ám tổ thì tự mình làm tổ trưởng, tôi sẽ không làm tổ trưởng giúp ông. Hạ Thiên, cậu thật sự không muốn làm tổ trưởng ám tổ sao? Triệu Minh Phong không khỏi cười khổ, lúc này hắn cũng thấy Hạ Thiên thật sự không có hứng làm tổ trưởng ám tổ. Tất nhiên là thật. Hơn nữa vài tháng sau tôi sẽ quay về với thần tiên tỷ tỷ, tôi cũng không có thời gian ở đây làm những việc nhàm chán như vậy. Hạ Thiên tức giận nói, hắn đã từng nghe Tam sư phụ nói làm tổ trưởng ám tổ cũng không có gì hay, cả ngày đều phải chấp hành nhiệm vụ, một năm có 365 ngày thì có 300 ngày chạy đi chạy lại. Tuy Tam sư phụ nói về điều này có vẻ rất tự hào nhưng Hạ Thiên lại cảm thấy điều đó cực kỳ nhàm chán, vì vậy hắn tình nguyện ở nhà cùng vợ cho sướng. Triệu Minh Phong không khỏi thở dài. Lão nhân gia không quay lại, cậu cũng không muốn đảm nhiệm chức vụ tổ trưởng ám tổ, như vậy trùng kiến ám tổ còn có ý nghĩa gì? Vẻ mặt Triệu Minh Phong có chút tiêu điều, những năm này hắn bỏ công sức tìm ám hoàng, hắn muốn đưa ám tổ về tay ám hoàng. Bây giờ cuối cùng hắn đã tìm được tin tức về ám hoàng, nhưng hắn lại biết ám hoàng không quay về, vì thế hắn định trùng kiến ám tổ cho đệ tử ám hoàng, như vậy xem như giải quyết xong vấn đề. Nhưng hắn không ngờ Hạ Thiên là đệ tử của ám hoàng nhưng không có ý muốn tiếp nối sự nghiệp, có rất nhiều người nhìn chằm chằm vào vị trí tổ trưởng ám tổ, nhưng Hạ Thiên lại chẳng xem đó ra gì. Tôi chẳng quan tâm ý nghĩa trùng kiến ám tổ của ông, dù sao ông cũng là người muốn xây dựng lại ám tổ, tôi cũng không muốn. Hạ Thiên tất nhiên không hề có hứng thú với vấn đề này, hắn quay đầu nhìn Mị Nhi, bộ dạng không từ bỏ ý định. Vợ Mị Nhi, bây giờ chị thật sự không muốn đi chữa bệnh sao? Tôi đã nói bây giờ không rảnh. Mị Nhi tức giận nói. Khi nào thì chị mới rảnh? Hạ Thiên cảm thấy rất khó hiểu, lần này chẳng phải hắn sẽ ra về tay không sao? Đợi đến khi tôi rảnh thì sẽ tự tìm cậu. Mị Nhi có chút bực bội, người này sao cứ chăm chăm vào thân thể của nàng? Bây giờ nàng thật sự không có thời gian, nàng cũng muốn có thời gian để chứng thực xem chính mình có thể tự giải quyết được vấn đề của mình hay không. Vậy thì tôi đi trước. Hạ Thiên quyết định đi tìm Mộc Hàm, dù sao địa tổ của Mộc Hàm cũng ở gần đây. Hạ Thiên nói đi là đi, hắn cũng không chào hỏi câu nào, khoảnh khắc sau đã biến mất trong tầm mắt của Triệu Minh Phong và Mỹ Nhi. Có lẽ ám tổ nên thật sự biến mất. Triệu Minh Phong khẽ thở dài một hơi, không có ám hoàng thì lấy đâu ra ám tổ. Khi thấy bộ dạng cô độc của Triệu Minh Phong thì Mỹ Nhi có chút khó chịu, trong đầu nàng nhanh chóng có một ý nghĩ, xua đó nàng mở miệng. Có lẽ tôi có biện pháp thuyết phục Hạ Thiên làm tổ trưởng ám tổ. Mị Nhi, cô nói thật sao? Cô thật sự có biện pháp à? Triệu Minh Phong chợt chấn động, hắn dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Mị Nhi. Đúng rồi, tôi còn chưa hỏi, bây giờ cô có quan hệ gì với Hạ Thiên? Cậu ấy xưng hô với cô rất thân mật, nhưng tôi nhớ không lầm chẳng phải cô đã từng nói không thích cậu ấy, có phải không? Chương 633, tâm sự. Cậu ta thích như vậy. Gặp ai xinh đẹp cũng gọi là vợ, cũng không quan tâm người ta có đồng ý hay không, cũng gọi là vợ. Bây giờ cũng không biết cậu ta có bao nhiêu vợ rồi. Mị Nhi căm giận nói, trước mặt Triệu Minh Phong nàng cũng không muốn che giấu, trong mắt nàng thì Triệu Minh Phong giống như cha mình. Triệu Minh Phong chợt sững sờ. Tôi nhớ cô đã từng nói, hắn cưỡng chế tháo kính dâm của cô, vậy hắn còn thích cô sao? Tuy thủ đô không có nhiều người biết rõ bộ dạng của Mị Nhi nhưng không có nghĩa là Triệu Minh Phong không biết. Thực tế công pháp mà Mị Nhi đang tu luyện chính là Triệu Minh Phong mất biết bao công sức mới tìm được, mà tâm pháp nàng tu luyện cũng có tác dụng bảo vệ tính mạng,
nếu thật sự xuất hiện di chứng thì Triệu Minh Phong biết mình không thể giúp Mị Nhi giải quyết vấn đề, sợ rằng có giúp cũng không thành công. Mị Nhi có chút do dự, sau đó nàng tháo kính râm, một gương mặt xinh đẹp lộ ra. Triệu Minh Phong có chút kinh ngạc, sau đó hắn lại vui mừng, hắn nói. Sao lại thế này, chẳng lẽ cũng vì Hạ Thiên? Chính là hắn. Mị Nhi lại đeo kính râm lên. Trước đó tôi bị Tôn Bác Văn tập kích, sau khi trọng thương thì tìm được Hạ Thiên, cậu ta chữa tốt cho tôi, đồng thời cũng chữa tốt cho gương mặt. Nhưng thân thể của tôi cũng có chút vấn đề, vì vậy cậu ta mới cần phải vội vàng chữa bệnh cho tôi, nghe nói bây giờ cậu ta đã có biện pháp giải quyết vấn đề. Y thuật của cậu ta quả nhiên thần kỳ. Triệu Minh Phong cảm khái nói. Triệu Minh Phong dừng lại một chút rồi nói thêm. Mị Nhi, nếu như cô yêu Hạ Thiên, tôi sẽ giúp đỡ cô và cậu ta ở cùng với nhau. Nhưng nếu cô không thích cậu ta thì cũng đừng miễn cưỡng chính mình, cũng đừng nên thuyết phục cậu ta làm tổ trưởng ám tổ mà uất ức chính mình, hiểu chưa? Tôi hiểu. Âm thanh Mị Nhi đã có chút lơ lửng. Thật ra tôi cũng không biết mình có cảm giác gì với cậu ta, trước kia tôi không thích cậu ta, nhưng bây giờ tôi lại không ghét cậu ta, hơn nữa cậu ấy đã từng cứu mạng tôi, đồng thời. Mị Nhi ngừng lại, nàng không tiếp tục nói hết. Tình cảm nam nữ đối với nàng hoàn toàn là trống rỗng. Dù nàng đã nhiều lần tự nói với mình, nàng không cần dùng dung mạo để hấp dẫn người khác, nhưng từ sâu trong lòng nàng cũng hiểu, trước đó vì không có người đàn ông nào thích nàng, vì vậy nàng mới không muốn tìm và gặp bất kỳ ai. Nhưng bây giờ nàng đã khác, nàng đã xinh đẹp, nhưng khi nàng rất xấu thì Hạ Thiên nhìn thấy cũng không tỏ ra chán ghét. Hơn nữa cái gì? Triệu Minh Phong không khỏi hỏi một câu. Năm xưa Mị Nhi với thân thể lạnh như băng được quấn vào trong chăn ném ở đống rác, vì thân thể nàng đặc biệt lạnh nên người ta đã nghĩ rằng nàng đã chết, vì thế mới mang nàng vứt bỏ. Khi Triệu Minh Phong phát hiện Mị Nhi còn sống thì hắn nhặt nàng mang về, sau đó lại nuôi nấng và bồi dưỡng thành đặc công siêu cấp. Trong suy nghĩ của hắn thì luôn xem Mị Nhi là con gái của mình, vì vậy hắn cũng rất quan tâm đến nàng. Lần trước cậu ta chữa thương cho tôi đã từng cởi hết quần áo. Mị Nhi nói đến sự kiện này thì cũng có chút ngại ngùng, cũng có chút tức giận. Tóm lại tên kia là Đại Sắc Lang, hắn thừa dịp tôi bị thương mà chiếm tiện nghi, kết quả còn nói đã cứu mạng tôi, muốn tôi lấy thân báo đáp. Tôi chưa từng thấy người nào nói người khác như vậy mà tỏ ra cực kỳ hào hùng. Triệu Minh Phong cũng không biết nói gì, tuy Mị Nhi nói không quá rõ ràng nhưng hắn cũng đại khái hiểu được, có lẽ Hạ Thiên đã cởi hết quần áo của Mị Nhi. Tuy bây giờ không phải là thời cổ đại. Những phụ nữ khuê các bị người ta xem sạch cũng chẳng sao, hơn nữa nghe ý tứ lời nói của Mị Nhi thì không chỉ đơn giản bị người ta nhìn thấy từ đầu đến chân. Thậm chí lúc này Triệu Minh Phong đã nghi ngờ Mị Nhi là phụ nữ của Hạ Thiên, mà Hạ Thiên lại cứu Mị Nhi, lại dùng giọng hào hùng nói nàng phải lấy thân báo đáp, điều này càng làm cho Triệu Minh Phong dở khóc dở cười. Hắn xem như hiểu rõ vị đệ tử của Ám Hoàng không có vài phần tương tự như Ám Hoàng. Lão nhân gia Ám Hoàng là người bản chất chính trực, cũng rất chân thành. Không ngờ Hạ Thiên làm đệ tử nhưng không có vài phần giống Ám Hoàng. Triệu Minh Phong dùng giọng bất đắc dĩ nói. Mị Nhi nhìn không được phải nói. Cậu ta không phải chỉ có một mình Ám Hoàng là sư phụ, tất nhiên sẽ không giống như Ám Hoàng. Đúng vậy, lão nhân gia Ám Hoàng cũng không hiểu y thuật, Hạ Thiên có y thuật thần kỳ, rõ ràng là học được của người khác. Triệu Minh Phong gật đầu, sau đó hắn di chuyển chủ đề. Thôi được, Mị Nhi, những gì cô vừa nói. Cô có thể đi khuyên Hạ Thiên, để xem cậu ấy có tình nguyện làm tổ trưởng ám tổ hay không. Còn tôi sẽ vẫn dựa theo kế hoạch, chuẩn bị trùng kiến ám tổ, dù thế nào thì ám tổ cũng là tâm huyết của Ám Hoàng lão nhân gia, dù Hạ Thiên không nắm ám tổ thì tôi cũng sẽ trùng kiến lại. Được, tôi sẽ nghĩ biện pháp thuyết phục cậu ấy. Mị Nhi gật đầu, thật ra nàng cảm thấy Hạ Thiên không thích hợp đảm nhiệm chức vụ tổ trưởng ám tổ, tên kia làm việc không nói đến quy tắc, nếu làm tổ trưởng ám tổ thì sợ rằng sẽ rối loạn. Cũng vì vậy mà trước đó nàng không giao chức tổ trưởng địa tổ cho Hạ Thiên, nàng để cho Mộc Hàm đi làm. Nhưng bây giờ Triệu Minh Phong muốn Hạ Thiên làm tổ trưởng ám tổ, nàng cũng chỉ có thể thực hiện theo nguyện vọng của Triệu Minh Phong. Mị Nhi, nhớ rõ, không cần lấy mình ra làm điều kiện thuyết phục Hạ Thiên, nếu cô muốn ở cùng với Hạ Thiên, tôi sẽ ủng hộ cô, nhưng điều kiện tiên quyết là cô tình nguyện, hiểu chưa? Triệu Minh Phong dùng giọng lo lắng dặn dò. Mị Nhi khẽ lên tiếng. Tôi biết rõ. Tôi sẽ cùng với Mộc Hàm khuyên bảo Hạ Thiên, nếu cậu ta nghe lời của Mộc Hàm thì sẽ tốt, mà Mộc Hàm cũng hy vọng Hạ Thiên chấp trưởng ám tổ. Mộc Hàm, à, đứa bé này cũng không tồi,
nghe nói bây giờ là phụ nữ của Hạ Thiên, điều này cũng có thể nói là bản lĩnh của Hạ Thiên. Triệu Minh Phong chậm rãi thở hắt ra. Đúng rồi, tôi nghe nói thực lực của Mộc Hàm bây giờ tăng lên rất mạnh, mười mấy thành viên địa tổ cũng không phải là đối thủ của cô ấy, có phải vậy không? Có việc này, bây giờ Mộc Hàm rất mạnh, dù là tôi trước kia cũng không phải là đối thủ của cô ấy. Mị Nhi dùng giọng khẳng định trả lời. Cô trước kia sao? Triệu Minh Phong dùng ánh mắt ngưng trọng nhìn Mị Nhi. Mị Nhi, như vậy thực lực của cô bây giờ cũng được tăng cường hơn xưa sao? Đúng vậy, Hạ Thiên đã cưỡng chế dung hợp khí cực âm và cực dương trong người tôi, công lực của tôi tăng lên gấp đôi. Mị Nhi cũng không che giấu chuyện này. Hèn gì tôi cảm thấy bây giờ cô còn mạnh hơn xưa. Triệu Minh Phong gật đầu, vẻ mặt rất vui mừng. Năng lực của Hạ Thiên quả nhiên không tầm thường, như vậy xem ra thực lực Mộc Hàm trở nên mạnh mẽ cũng vì công lao của hắn. Có lẽ là vậy. Mị Nhi gật đầu nói. Nếu cậu ấy đồng ý chấp trưởng ám tổ, như vậy thì quá tốt. Với năng lực của cậu ấy thì nhất định sẽ làm cho thực lực của ám tổ tiến lên một giai đoạn mới. Triệu Minh Phong hình như thấy được tương lai tốt đẹp khi trùng kiến ám tổ, hắn sẽ nhanh chóng tái hiện ngày xưa huy hoàng, tên tuổi của ám hoàng sẽ lại vang dội khắp nơi. Chương 634, cơm gạo có quan hệ trực tiếp với vũ lực. Hạ Thiên nhanh chóng tìm được Mộc Hàm, nhưng hắn cũng không phải tìm được nàng ở căn cứ huấn luyện của địa tổ, hắn tìm được nàng trong nhà ăn. Bây giờ là thời điểm dùng cơm trưa, địa tổ có nhà ăn riêng, tất nhiên nhà ăn cũng không lớn nhưng vì thành viên cũng không nhiều, chỉ có vài chục người, tất nhiên không cần nhà ăn quá lớn. Thức ăn trong nhà ăn cũng rất phong phú. Không thể nghi ngờ người của địa tổ đều ăn khá nhiều cơm và cũng yêu cầu chất lượng dinh dưỡng tương đối cao, nếu không làm tốt công tác dinh dưỡng thì sao có thể đi làm nhiệm vụ cho được. Chồng, cậu đến nhanh như vậy sao? Khi thấy Hạ Thiên thì Mộc Hàm có chút ngạc nhiên, lúc này nàng đang ăn, dù khi ăn sáng đến lúc này vẫn chưa đến 2 giờ, nhưng vấn đề là buổi sáng nàng chỉ ăn một tô mì, căn bản là chưa no. Tối qua nàng lại tiêu hao quá nhiều sức lực. Bây giờ không bổ sung thêm năng lượng thì sợ rằng buổi biểu làm việc sẽ không có tinh thần. Chỗ đó chẳng có gì vui, vì vậy tôi đến bên này. Hạ Thiên vô tình nói. Chồng, cậu chờ chút, tôi sẽ gọi thức ăn cho cậu. Mộc Hàm đứng lên đi về phía cửa sổ nhà ăn, sau đó nàng lại bưng một mâm đầy quay về, nàng biết hắn ăn nhiều nên lấy cũng rất nhiều. Lúc này những thành viên khác của địa tổ cũng nhìn Mộc Hàm và Hạ Thiên bằng ánh mắt quái dị, cũng có người thầm nghĩ. Hạ Thiên chỉ có thân thể nhỏ xíu, hắn có thể ăn được nhiều như vậy sao? Nhưng ngay sau đó đám người lại nhanh chóng phát hiện ra vấn đề, không những Hạ Thiên ăn nhiều, hơn nữa những gì Mộc Hàm vừa lấy ra căn bản là không đủ. Chỉ một lát sau tất cả mọi thứ đã bị Hạ Thiên quét sạch, vì vậy Mộc Hàm lại tiếp tục đi đến nhà ăn mang về một mớ thức ăn. Chẳng lẽ sức ăn có liên quan trực tiếp đến vũ lực sao? Khi Hạ Thiên ăn xong khay cơm thứ ba thì một vài thành viên địa tổ biết rõ thực lực của Hạ Thiên cũng không khỏi có ý nghĩ như vậy, người này lợi hại chẳng lẽ vì ăn nhiều. Đám người này có ý nghĩ như vậy, vì thế mà không khỏi có ý nghĩ muốn tăng cao sức ăn của mình. Chồng, anh đã chữa tốt cho Mị Nhi chưa? Sau khi cơm nước xong thì Mộc Hàm không nhịn được phải hỏi, nàng thấy chồng nếu thật sự tẩy tủy cho Mị Nhi thì có lẽ đã mất cả buổi chiều và buổi tối, thậm chí như vậy cũng còn chưa muốn xuống khỏi thân thể của Mị Nhi. Nhưng bây giờ hắn đến với Mộc Hàm quá nhanh, rõ ràng không bình thường. Không có, cô ấy nói tôi đến để chữa bệnh cho Triệu Minh Phong. Hạ Thiên nói đến đây thì có chút buồn bực, hắn cảm thấy mình giống như bị Mị Nhi lừa đảo, vì vậy hắn quyết định lần sau chữa bệnh cho Mị Nhi thì nhất định không bao giờ nếm thiệt thòi một lần nữa. Tổ trưởng Triệu của Thiên Tổ sao? Mộc Hàm chợt kinh ngạc. Cậu vừa thấy ông ta sao? Ông ta không có việc gì chứ? Đúng vậy. Ông ấy chỉ mất đi công lực, nhưng tôi đã trị tốt rồi. Hạ Thiên không quan tâm đến vấn đề này. Ông ta muốn trùng kiến ám tổ, còn nói sẽ để tôi đi làm tổ trưởng ám tổ, tôi không muốn làm. Cái gì? Mộc Hàm chợt hô lên kinh hoàng, vì vậy mà làm cho vài chục người ở căn tin phải chú ý đến. Lúc này Mộc Hàm cũng thấy mình có chút kích động, nàng vội vàng hạ giọng khẽ hỏi. Chồng, cậu nói tổ trưởng Triệu muốn xây dựng lại ám tổ. Hơn nữa còn cho cậu làm tổ trưởng ám tổ sao? Đúng vậy, ám tổ vốn là tổ chức do tam sư phụ của tôi tạo ra, sau này tam sư phụ chạy mất, bây giờ Triệu Minh Phong muốn tôi thay thế cho tam sư phụ. Hạ Thiên giải thích, hắn không biết thứ này có gì là kỳ lạ. Nhưng hắn không biết Mộc Hàm lại tương đối quan tâm đến vấn đề này,
nàng sở dĩ đồng ý làm tổ trưởng địa tổ cũng vì cảm thấy thế lực sau lưng Hạ Thiên chưa đủ mạnh. Nếu bây giờ Hạ Thiên có thể làm tổ trưởng ám tổ, chức phụ tổ trưởng địa tổ của nàng sẽ không đáng là gì, đến khi đó còn ai dám động đến Hạ Thiên. Chồng, sao cậu không đồng ý? Mộc Hàm có chút sở khóc sở cười, cơ hội tốt mà chồng nàng lại từ chối. Hạ Thiên dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Mộc Hàm. Vợ, sao tôi phải đồng ý? Bây giờ tôi đang rất tốt, chẳng cần làm gì, nếu làm tổ trưởng ám tổ thì sau này còn phải làm rất nhiều chuyện. Tôi có nhớ Tam sư phụ có nói, tổ trưởng ám tổ không ngày nào được nghỉ ngơi, tôi cũng không muốn mình mệt mỏi như vậy. Nhưng, chồng, nếu cậu làm tổ trưởng ám tổ, dù là Triệu công tử cũng không dám chọc vào cậu. Mộc Hàm không nhịn được phải nói. Tôi không làm tổ trưởng ám tổ cũng thích làm gì thì làm, ai dám chọc giận tôi sẽ xử lý hắn ta. Hạ Thiên dùng giọng không thèm quan tâm nói. Mộc Hàm có chút bất đắc dĩ, nàng cũng không muốn tiếp tục khuyên Hạ Thiên, nàng biết hắn khác biệt với người khác, nếu muốn hắn thay đổi ý nghĩ thì cũng không thể nào. Xem ra nàng phải nghĩ biện pháp khác để chồng nhận chức vụ tổ trưởng ám tổ mới được. Tổ trưởng. Một giọng nói yêu kiều ngọt ngào vang lên bên cạnh Mộc Hàm. Mộc Hàm quay đầu lại nhìn, một thiếu nữ đứng ngay bên cạnh bàn ăn, thiếu nữ mặc trang phục màu xanh, tóc ngắn, tuy không tính là đặc biệt xinh đẹp nhưng cũng bừng bừng khí thế anh hùng. Lúc này trên mặt nàng còn có nụ cười, dễ dàng làm người ta sinh ra hảo cảm. Ngô Giai, có chuyện gì không? Mộc Hàm mở miệng hỏi, bây giờ nàng đã biết hầu như tất cả đám người địa tổ, Ngô Giai là một trong số những người nữ tính số ít ở địa tổ. Dù sao nàng cũng là nhân tuyển được rút ra từ bộ đội đặc chủng, tất nhiên càng thêm quen thuộc mọi người. Tổ trưởng, là thế này, bọn họ muốn tôi hỏi chỉ một vài sự kiện. Ngô Giai rất cung kính với Mộc Hàm. Có việc gì cứ nói thẳng, không cần sợ. Mộc Hàm mỉm cười. Tổ trưởng, chúng tôi muốn biết, chỉ có thể trực tiếp làm huấn luyện viên của chúng tôi để dạy kỹ xảo chiến đấu hay không? Ngô Giai có chút chần chừ, cuối cùng nàng cũng mở miệng hỏi. Mộc Hàm khẽ nhíu mày. Sao vậy, có phải các người có ý kiến gì với huấn luyện viên Vương à? Vì Tôn Bác Văn và mười mấy tên thủ hạ rời khỏi địa tổ, vì vậy Mộc Hàm quyết định lựa chọn vài chục người từ đám bộ đội đặc chủng lên bổ sung ghế trống. Nếu nói một cách nghiêm khắc thì những người này chưa phải là thành viên chính thức của địa tổ, cần phải trải qua huấn luyện. Mà huấn luyện viên Vương trong miệng Mộc Hàm chính là một trong những huấn luyện viên của địa tổ, đây là người chuyên huấn luyện kỹ thuật chiến đấu. Không phải, không phải, tổ trưởng, chị đừng hiểu lầm, huấn luyện viên Vương là rất tốt, chúng tôi không có ý kiến với anh ấy. Ngô Giai vội vàng giải thích. Thật ra chính huấn luyện viên Vương để chúng tôi đến đưa yêu cầu này ra với chị, anh ấy nói thân thủ của chị đứng đầu địa tổ, nếu có chị dạy bảo thì chúng tôi sẽ càng thêm xuất sắc. Anh ấy còn nói, nếu như vậy chúng tôi sẽ chính thức được cho vào bổ sung những ghế trống kia. Mộc Hàm không khỏi trầm ngâm, nàng hiểu rõ ý nghĩa câu nói cuối cùng của Ngô Giai. Vì đám người Tôn Bác Văn bỏ đi mà thực lực của địa tổ bị ảnh hưởng quá lớn. Thực tế đám người Tôn Bác Văn chính là thực lực mạnh của địa tổ, tuy nói nàng mạnh hơn Tôn Bác Văn nhưng vấn đề địa tổ là một chỉnh thể, nàng lại không có thuật phân thân. Nếu thật sự phải đi chấp hành nhiệm vụ thì cần phải có tổ viên thực lực mạnh mẽ. Chồng, những ngày này cậu có rảnh không? Mộc Hàm suy nghĩ một lúc rồi ngẩng đầu nhìn Hạ Thiên, nàng khẽ hỏi. Chương 635, cho mày mất hơi. Hình như cũng không có việc gì làm, mà sao vậy? Hạ Thiên có chút buồn bực hỏi. Ngô Giai ở bên cạnh cũng cảm thấy kỳ quái, tổ trưởng Mộc còn chưa đồng ý dạy kỹ thuật chiến đấu cho bọn họ, sao bây giờ lại xen sang chuyện tư rồi? Chồng, vậy cậu có thể giúp tôi vài việc được không? Mộc Hàm vẫn nói rất khẽ. Cậu giúp tôi làm huấn luyện viên của bọn họ vài ngày được không? Lúc này Ngô Giai xem như đã hiểu rõ, thì ra tổ trưởng Mộc không muốn làm huấn luyện viên của mình. Chị ấy muốn chồng làm huấn luyện viên thay thế. Muốn tôi dạy võ cho bọn họ sao? Hạ Thiên rất không tình nguyện, hắn không quen biết đám người này, sao phải vô duyên vô cớ dạy võ cho bọn họ? Mộc Hàm có thể thấy Hạ Thiên không quá tình nguyện, vì vậy nàng quay đầu nhìn Ngô Giai. Các người ra sân trước, chút nữa tôi sẽ đến. Vâng, tổ trưởng. Ngô Giai lên tiếng nhưng trong lòng thầm nghĩ, đây là tổ trưởng đồng ý hay không? Mộc Hàm đứng lên nhưng lại thay đổi vị trí, nàng ngồi xuống bên cạnh Hạ Thiên rồi khẽ nói. Chồng, tôi thấy cậu cả ngày cũng không có việc gì làm, như vậy cũng không được. Bây giờ trong thủ đô cũng chẳng có người nào đi cùng cậu, như vậy cậu sẽ rất nhàm chán, vì vậy nếu cậu không có việc gì làm thì nên làm huấn luyện viên vài ngày,
như vậy tôi có thời điểm rảnh rồi cũng có thể ở cùng với cậu. Tất nhiên, nếu cậu thật sự không thích hoặc có việc khác cần làm thì có thể bỏ đi bất cứ lúc nào. Hạ Thiên thật ra cũng rất thừa nhận những gì Mộc Hàm vừa nói, bây giờ hắn thật sự rất nhàm chán. Hạ Thiên suy nghĩ một lúc rồi hỏi. Vợ, chỉ có muốn làm cho bọn họ trở nên lợi hại hay không? Nhưng tôi đã nói rồi, sẽ không dùng nghịch thiên đệ tứ châm tẩy tủy cho người khác. Chồng, tất nhiên không cần cậu tẩy tủy cho bọn họ. Đúng rồi, chồng, trước kia không phải cậu viết ra quyển sách, gái đánh người, gì đó sao? Nếu cậu thật sự không muốn thì cũng có thể làm ra một bản sao, nhưng bây giờ là tài liệu dạy cả đàn ông, như vậy cậu cũng không cần đứng ra dạy bọn họ, chỉ cần để bọn họ luyện tập theo sách, nhiều lắm chỉ ở bên cạnh chỉ đạo một chút mà thôi. Mộc Hàm đưa ra một ý nghĩ như vậy. Như vậy cũng được sao? Hạ Thiên có chút kỳ quái. Chồng, như vậy cũng được, tôi tin chỉ cần cậu chỉ đạo sơ qua thì bọn họ có thể được đẩy mạnh năng lực thực chiến, như vậy địa tổ trong tay tôi sẽ trở nên mạnh hơn so với trước, đến lúc đó sẽ không còn ai nói này nói nọ. Mộc Hàm cũng không muốn làm khó Hạ Thiên, nàng chỉ cảm thấy làm như vậy sẽ cho chồng bớt nhàm chán, cũng làm cho địa vị của địa tổ càng thêm củng cố. Hơn nữa nếu Hạ Thiên thật sự đưa ra quyển sách dạy võ thuật, đến lúc đó dù là thành viên nào của địa tổ cũng biết đến sự tồn tại của Hạ Thiên, như vậy cũng vô hình tích lũy danh vọng cho hắn, thậm chí nàng còn có thể lấy Hạ Thiên làm ví dụ điển hình để dạy bảo, tóm lại là trăm lợi mà vô hại. À, vậy thì được, chút nữa tôi sẽ viết sách. Hạ Thiên đồng ý. Sân huấn luyện của địa tổ. Ngô Giai, tổ trưởng nói thế nào? Chị ấy có đồng ý làm huấn luyện viên của chúng ta không? Một người mở miệng hỏi. Tôi cũng không biết, tổ trưởng cũng không nói, chị ấy chỉ nói là sẽ đi qua. Ngô Giai cũng có chút buồn bực, nàng nghe nói Mộc Hàm rất lợi hại, cũng muốn học tập được vài thứ từ tổ trưởng. Ngô Giai, nếu cô ấy đã nói như vậy thì sẽ đến dạy mọi người. Bên cạnh vang lên một âm thanh. À, huấn luyện viên Vương, anh đến rồi à? Người đến chính là huấn luyện viên dạy chiến đấu cận chiến, hắn họ Vương. Vì vậy ai cũng gọi là huấn luyện viên Vương. Huấn luyện viên Vương khẽ mỉm cười rồi gật đầu nói. Tôi đã tận mắt thấy qua thực lực của tổ trưởng, có thể nói là rất mạnh. Tôi dám nói nếu không dùng vũ khí, hai bên đều dùng tay không, sợ rằng tất cả thành viên của địa tổ cũng không phải là đối thủ của cô ấy. Nhưng, huấn luyện viên Vương, tôi cảm thấy tổ trưởng Mộc cũng không quá tình nguyện đến dạy cho chúng tôi. Ngô Giai nói bằng giọng đau khổ. Vừa rồi tôi nghe chị ấy nói. Muốn để chồng đến dạy chúng tôi, cũng không biết chồng chị ấy có lợi hại hay không. Cái gì? Vẻ mặt huấn luyện viên Vương chợt biến đổi, hắn có chút kinh ngạc. Ngô Giai, cô nói tổ trưởng Mộc chuẩn bị cho chồng đến dạy các người sao? Đúng vậy, chị ấy đang ăn cơm với chồng ở nhà ăn. Ngô Giai gật đầu. Tôi thấy chúng ta cũng đừng hy vọng, tổ trưởng Mộc căn bản không muốn dạy cho chúng ta làm gì có vận may lớn như vậy. Như vậy các người thật sự quá may mắn. Huấn luyện viên Vương có chút kích động. Nếu thật sự là chồng của tổ trưởng Mộc ra dạy cho các người, như vậy các người đã gặp may mắn lớn. Ngô Giai chợt sững sờ. Huấn luyện viên Vương, anh không nói đùa đấy chứ. Đám thành viên địa tổ khác lại cảm thấy buồn bực, rõ ràng bọn họ cũng không biết chồng của Mộc Hàm là ai. Huấn luyện viên Vương có chút kích động. Tôi nói đùa với các người sao? Các người có biết chồng của tổ trưởng Mộc là ai không? Cậu ấy là Hạ Thiên nổi danh đỉnh đỉnh. Trước đó Tôn Bác Văn thay mặt tổ trưởng địa tổ còn không chịu nổi một đòn trước mặt cậu ấy. Còn nữa, các người thấy tổ trưởng Mộc lợi hại, nhưng mọi người có biết vì sao cô ấy lợi hại không? Tất cả đều là vì công lao của Hạ Thiên. Trước kia tổ trưởng Mộc chỉ là một đặc công bình thường của Long Tổ, lúc đó thực lực của cô ấy chỉ tương đương với mọi người ở đây, thậm chí còn yếu hơn so với một số người ở đây. Ngô Giai há hốc mồm. Những người khác thì chợt sững sờ, thì ra chồng của tổ trưởng Mộc chính là một nhân vật siêu nhân. Nếu dựa theo lời của huấn luyện viên Vương thì bọn họ được Hạ Thiên dạy bảo rõ ràng là vận may lớn. Không thể tưởng huấn luyện viên Vương tự cho là mình có địa vị rất cao ở địa tổ lại tôn sùng người khác như vậy. Một tiếng cười lạnh vang lên. Đúng là người đẹp có ưu thế, ngay cả huấn luyện viên Vương của chúng ta cũng phải quỳ gối dưới váy của Mộc Hàm rồi sao? Huấn luyện viên Vương chợt xoay người. Hắn căm tức nhìn người mới đến. Tôn Bác Tài, anh nói chuyện có cần thiết phải khó nghe như vậy không? Đến là một người đàn ông hơn 20, tướng tá cao lớn, gương mặt thon gầy, ánh mắt có chút hung ác nham hiểm. Người này nhìn huấn luyện viên Vương, ánh mắt khinh thường. Tôi nói khó nghe thì sao?
anh có thể đến dạy bảo tôi, nhưng nếu anh sợ thì cứ chạy đến chỗ Mộc Hàm và xốc váy lên, để xem dưới đó có cảnh tượng gì. Tôn Bác Tài, tôi khuyên cậu không nên nói lung tung, đại ca của cậu đã có vết xe đổ ở đây, cậu thật sự muốn dẫm lên sao? Huấn luyện viên Vương có chút tức giận. Tôi cũng không có thủ oán gì với Tôn gia, tôi chỉ không hưởng ứng yêu cầu của các người là rời khỏi địa tổ mà thôi. Tôi cảnh cáo các người một câu, thừa dịp tổ trưởng Mộc còn chưa đến thì lập tức bỏ đi, tôi sẽ xem như sự việc vừa rồi chưa từng phát sinh, tôi cũng không muốn chuyển cáo những lời khó nghe của cậu vừa rồi cho tổ trưởng. Anh đang uy hiếp tôi sao? Tôn Bác Tài cười ha hả. Huấn luyện viên Vương, tôi cũng không ngại nói cho anh biết, tôi đến đây chính là muốn tìm tính sổ với Mộc Hàm. Tôn gia chúng tôi muốn dàn xếp ổn thỏa không có nghĩa là Tôn Bác Tài tôi phải nén giận, chỉ là một con phụ nữ có gương mặt xinh nh đẹp mà muốn thay thế Tôn gia chúng tôi sao? Đừng hòng! Thằng ngu, mày không cần nén giận, anh cho mày không có gì mà nén. Một âm thanh bất mãn vang lên, một bóng người đánh về phía Tôn Bác Tài. Chương 636, thật sự không còn thở. Huấn luyện viên Vương và 20-30 thành viên mới của địa tổ không kịp phản ứng. Bọn họ chỉ nghe thấy Tôn Bác Tài vừa rồi cực kỳ kiêu ngạo nhưng bây giờ đã kêu lên một tiếng thảm thiết cực kỳ ngắn ngủi, sau đó đã ngã xuống như một đống bùn nhão, cũng không còn âm thanh nào được phát ra. Sau đó bọn họ phát hiện trong tầm mắt có thêm hai người, một là vị tổ trưởng địa tổ Mộc Hàm xinh đẹp, hai là người chồng của tổ trưởng mà bọn họ vừa gặp mặt ở căn tin. Trước đó phần lớn bọn họ đều không biết chồng của tổ trưởng là ai. Nhưng bây giờ thì ai cũng biết tên đàn ông nhìn qua có vẻ rất bình thường và không quá lớn tuổi này có tên là Hạ Thiên, hơn nữa còn là một cao thủ siêu cấp. Dám mắng vợ anh, đúng là muốn chết. Hạ Thiên tỏ ra rất bất mãn, vừa rồi hắn quyết định giúp Mộc Hàm làm ra tài liệu huấn luyện cận chiến, nhưng điều này cũng không làm hắn mất nhiều thời gian, vì vậy hắn viết ra rất nhanh, sau đó hai người đi về phía sân huấn luyện. Mộc Hàm là người rất quan tâm đến thuộc hạ, những người này vừa được tuyển vào địa tổ. Bọn họ không có nhiều vấn đề với các thành viên cũ của địa tổ, cũng không có bất kỳ liên lạc gì với Tôn gia. Vì vậy nếu huấn luyện đám người này thật tốt thì sau này sẽ là thủ hạ tâm phúc của nàng. Nhưng khi Hạ Thiên và Mộc Hàm đi đến sân huấn luyện thì đúng lúc nghe được những lời nói ô uế của Tôn Bác Tài với Mộc Hàm, Hạ Thiên gần đây rất nâng niu vợ, sao có thể cho người khác dùng những lời lẽ như vậy làm nhục vợ mình. Vì vậy hắn quyết định làm cho Tôn Bác Tài không có khí mà nén giận, vì vậy hắn cho đối phương một trường. Một trường của Hạ Thiên rất nặng, đến mức làm cho Tôn Bác Tài không thở nổi, nói cách khác một trường của Hạ Thiên đã vỗ chết đối phương. Huấn luyện viên Vương lúc này cũng đã ngồi xổm xuống xem xét tình huống của Tôn Bác Tài, sau đó hắn ngẩng đầu, vẻ mặt tái nhợt, hắn nói với Mộc Hàm. Tổ trưởng Mộc, cậu ta thật sự đã tắt thở. Huấn luyện viên Vương nói ra lời này thì đám người không khỏi thở ra một hơi, sau đó đám người nhìn về phía Hạ Thiên, vẻ mặt tràn đầy khiếp sợ. Người này quá hùng mạnh, chỉ cần một trưởng đã có thể vỗ chết Tôn Bác Tài. Đám người này vừa khiếp sợ vừa kinh hoàng, Tôn Bác Tài chẳng qua chỉ nói vài lời làm ô uế Mộc Hàm nhưng đã bị Hạ Thiên vỗ chết, sau này ai dám nói bậy với Mộc Hàm, không phải muốn chết sao? Mộc Hàm cũng ngồi xuống kiểm tra, sau đó nàng chính thức xác nhận Tôn Bác Tài thật sự tử vong, vì vậy mà khóe miệng không khỏi lộ ra nụ cười khổ. Chồng nàng quá xúc động, muốn giết người cũng không nên như vậy. Tuy Tôn Bác Tài vừa rồi đã nói ra những lời làm nàng rất tức giận, nàng rất muốn cho đối phương một viên đạn, nhưng dù sao cũng chỉ là xúc động nhất thời, lý trí nói rõ nàng không thể làm như vậy. Đáng tiếc là nàng có lý trí nhưng chồng thì không, vì vậy bi kịch kéo đến với Tôn Bác Tài. Mộc Hàm nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nàng ghé sát bên tai Hạ Thiên rồi nói. Chồng, cậu đừng nói gì, để tôi xử lý là được. Vẻ mặt đám người ở đây có chút cổ quái. Bây giờ đột nhiên có liên quan đến nhân mạng, hơn nữa người chết cũng có thân phận không bình thường. Thực tế thì người bình thường không thể tiến vào trong khu vực này, vì vậy đây là chuyện lớn không thể nghi ngờ. Một số người nhìn Mộc Hàm và Hạ Thiên giết người thì Mộc Hàm sẽ bắt lại sao? Bọn họ cảm thấy đây là sự việc không có khả năng, bọn họ đang nghĩ Mộc Hàm sẽ làm gì để Hạ Thiên thoát tội. Đúng lúc này Mộc Hàm quét mắt nhìn mọi người, nàng khẽ hỏi. Tôn Bác Tài đột nhiên đột tử ở trụ sở huấn luyện, các người có ai biết cậu ta chết thế nào không? Mọi người không khỏi ngẩn ngơ, điều này, vấn đề này cũng quá kỳ quái, ai cũng biết Tôn Bác Tài bị Hạ Thiên đánh chết, Mộc Hàm cũng biết, nhưng nàng bây giờ lại hỏi như vậy, chẳng lẽ muốn tất cả bọn họ cùng nói dối theo sao? Lúc này mọi người không khỏi có chút do dự, ai cũng không biết trả lời ra sao cho tốt.
Nếu nói về mặt cảm tình thì bọn họ cũng chẳng quan tâm, dù sao những lời vừa rồi của Tôn Bác Tài cũng rất khó nghe, không những sỉ nhục huấn luyện viên Vương, còn sỉ nhục cả Mộc Hàm, bọn họ cũng muốn dạy bảo đối phương một trận. Nhưng bây giờ lại sinh ra nhân mạng, bọn họ không dám nói dối, nếu có người đến điều tra ra sự thật và phát hiện bọn họ nói dối, như vậy xem như tương lai đã đi tong. Dù sao ấn tượng của đám người này với Mộc Hàm cũng không tệ, nhưng chỉ là không tệ mà thôi, nếu muốn bọn họ gánh vác tất cả, thậm chí có thể ngồi chồm hổm trong nhà giam quân sự, như vậy bọn họ không làm được. Huấn luyện viên Vương, anh thấy Tôn Bác Tài chết thế nào không? Mộc Hàm lại hỏi. Tổ trưởng Mộc, điều này. Huấn luyện viên Vương cũng có chút chần chừ. Huấn luyện viên Vương, anh không cần lo lắng, anh thấy gì thì cứ nói. Mộc Hàm cười nhạt một tiếng. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là anh phải thấy được, nếu những gì anh không thấy, như vậy cũng coi như là tưởng tượng giả tạo. Vâng, Tổ trưởng Mộc. Mộc Hàm nói như vậy thì huấn luyện viên Vương chợt trở nên yên ổn hơn. Lúc đó tôi chỉ nghe nói một câu, nói rằng Tôn Bác Tài sẽ không còn khí. Sau đó tôi nghe cậu ta kêu lên thảm thiết, cuối cùng cậu ấy ngã lên mặt đất. Vậy anh có thấy ai tấn công Tôn Bác Tài không? Mộc Hàm tiếp tục hỏi. Huấn luyện viên Vương chợt ngẩn ngơ, thầm nghĩ câu nói này cũng cần phải hỏi sao. Chỉ cần không phải kẻ ngu cũng biết là Hạ Thiên làm ra. Huấn luyện viên Vương, nếu anh thấy ai tấn công thì phải nói thật, tất nhiên nếu anh không thấy thì cũng phải nói thật. Mộc Hàm lại mở miệng, giọng điệu tăng thêm một chút. Huấn luyện viên Vương cũng không ngốc, hắn lập tức hiểu rõ, biết được ý đồ của Mộc Hàm. Không thể không nói Mộc Hàm rất thông minh, nàng nghĩ ra biện pháp hay như vậy. Tổ trưởng Mộc, thật ra tôi không thấy ai tấn công Tôn Bác Tài, tôi chỉ dự đoán là... Huấn luyện viên Vương nói đến đây thì dừng, cũng không dám nói ra người đó là Hạ Thiên. Mộc Hàm cười nhạt một tiếng. Huấn luyện viên Vương, tôi biết rõ ý nghĩ của anh cũng có thể nói ra, tôi biết các người đều cảm thấy chồng tôi đánh chết Tôn Bác Tài. Mọi người có thể nghe thấy giọng nói của chồng tôi, cũng thấy Tôn Bác Tài đột nhiên chết, nhưng dù sao tất cả cũng chỉ là suy đoán. Các người căn bản không thấy chồng tôi ra tay, đúng không? Mọi người chợt ngây người, sau đó cùng gật đầu. Đúng vậy, thật sự không thấy gì. Tôi cũng không thấy gì, chỉ thấy Tôn Bác Tài đột nhiên té lăn xuống đất. Đúng vậy, thật sự không thấy gì, tôi chỉ vô thức cảm thấy anh ta bị đột tử. Huấn luyện viên Vương lần này đã gật đầu khẳng định. Đúng vậy, Tổ trưởng Mộc, tôi quả thật không thấy Hạ Thiên ra tay. Trên mặt Mộc Hàm lộ ra nụ cười mùa xuân tỏa nắng. Rất tốt, tóm lại nếu có người điều tra chuyện này thì các người chỉ cần nói thật lòng là được, các người thấy gì đều có thể nói ra, không cần giấu gì cả. Bây giờ mọi người đã hiểu chưa? Chương 637, Tôn gia ngậm bồ hòn làm ngọt. Hiểu. Mọi người cùng lên tiếng, lúc này vẻ mặt mọi người cũng dễ dàng hơn vừa rồi, dù sao cũng không ép bọn họ nói dối, bọn họ không cần phải lo lắng. Tổ trưởng Mộc, cô yên tâm, chúng tôi nhất định nói ra sự thật. Sẽ không thêm mắm dặm muối, càng không giả tạo sự thật. Huấn luyện viên Vương dùng giọng bảo đảm nói. Mộc Hàm khẽ gật đầu. Huấn luyện viên Vương, có chuyện tôi cần làm phiền anh sắp xếp hai người đưa Tôn Bác Tài đến bệnh viện, cũng thuận tiện thông báo cho người thân của Tôn Bác Tài. Vâng. Huấn luyện viên Vương lên tiếng, sau đó hắn chạy đi sắp xếp. Khi thấy huấn luyện viên Vương rời đi thì Mộc Hàm tỏ ra thỏa mãn, vì Tôn gia thích làm xấu chuyện. Cũng có thể cho bọn họ thỏa mãn. Tất nhiên dù mọi người đều biết rõ Tôn Bác Tài do Hạ Thiên giết chết, nhưng trừ khi Hạ Thiên thừa nhận, nếu không cũng sẽ không có bất kỳ chứng cứ gì. Vì tốc độ của Hạ Thiên là quá nhanh, ở đây có rất nhiều người nhưng không ai thấy được động tác của hắn. Dù là chính Mộc Hàm cũng căn bản không thấy rõ hành động của Hạ Thiên, vì vậy nàng mới xác định ở đây không ai nhìn thấy Tôn Bác Tài bị Hạ Thiên giết chết. Vì thế, chỉ cần dựa vào căn cứ xác thực thì không liên quan gì đến Hạ Thiên. Càng không liên quan gì đến nàng. Thực tế thì Tôn Bác Tài căn bản không có tư cách vào khu căn cứ của địa tổ, sở dĩ hắn xuất hiện trong đây cũng vì ý đồ bất chính. Vì vậy mà Mộc Hàm coi như có lý, Tôn gia cũng chỉ biết ngậm bồ hòn mà thôi. Tất nhiên nàng cũng biết rõ Tôn gia sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy, nhưng dù không giết Tôn Bác Tài thì Tôn gia cũng sẽ không bỏ qua. Vì nàng biết Tôn Bác Văn chắc chắn sẽ chết, chẳng qua bây giờ chưa chết mà thôi. Nếu Tôn Bác Văn chết thì Tôn gia chá chắc sẽ không chịu dàn xếp ổn thỏa. Khi huấn luyện viên Vương đưa người đến kéo Tôn Bác Tài rời khỏi sân tập thì bầu không khí cũng hòa hoãn hơn, đã không còn căng thẳng như vừa rồi. Tổ trưởng, có phải chị tự mình đến dạy cho chúng tôi không?
Lúc này Ngô Giai cũng bạo gan tiến lên hỏi. Ngô Giai, tôi có thể tự mình dạy cho cô, nhưng tôi không thể nào dạy cho tất cả mọi người. Mộc Hàm mỉm cười. Phương pháp tấn công cận chiến của tôi chỉ có thể dạy cho phụ nữ, vì vậy những thành viên nữ tính có thể theo tôi tập luyện. Còn phân chia nam nữ sao? Một tổ viên nam lẩm bẩm. Tổ trưởng, còn những tổ viên nam chúng tôi thì sao? Đáng lý ra tôi muốn cho chồng tôi dạy mọi người, nhưng chồng tôi rất bận, cũng không liên tục ở đây làm huấn luyện viên cho mọi người. Vì vậy chồng tôi sẽ biên soạn một giáo trình cận chiến thích hợp, sau đó mọi người có thể dựa vào đó mà luyện tập. Tất nhiên nếu có rảnh thì chồng tôi sẽ đến chỉ dạy thêm cho mọi người. Mộc Hàm dừng lại một chút rồi tiếp tục nói. Vì vậy chiều nay các người vẫn phải theo chân huấn luyện viên Vương, biên soạn giáo trình cũng mất thời gian một buổi trưa. À, trước tiên cứ như vậy, chúng tôi đi trước, sẽ cố gắng để hôm nay biên tập xong giáo trình. Mộc Hàm cũng không dừng lại, nàng nhanh chóng kéo Hạ Thiên rời đi, cả hai đi vào trong ca nhà đặc biệt dành cho nàng. Này, bây giờ tổ viên Nam coi như may mắn lớn, đích thân Hạ Thiên sẽ là huấn luyện viên của các anh. Hai người Hạ Thiên vừa đi thì khoảng sân huấn luyện đã náo loạn. Ngô Giai dùng giọng hâm mộ nói với các tổ viên nam. Anh ta chỉ biên soạn một giáo án cho chúng tôi, cũng không phải trực tiếp làm huấn luyện viên. Một tổ viên nam cảm thấy rất đáng tiếc. Các anh cũng đừng quá tham lam, giáo án kia có thể so với bí kíp võ học tuyệt thế trong kiếm hiệp, nhất định có thể làm cho năng lực người khác tăng thêm một tầng. Ngô Giai có chút hâm mộ. Ngô Giai nói không sai, dù không tự mình làm huấn luyện viên nhưng một giáo trình cận chiến như vậy cũng làm cho mọi người hưởng lợi ích khổng lồ. Huấn luyện viên Vương lúc này đã đi đến, sau đó hắn chuyển sang Ngô Giai. Nhưng những tổ viên nữ như Ngô Giai cũng không cần hâm mộ bọn họ, võ công của tổ trưởng Mộc tất nhiên cũng đến từ Hạ Thiên, với quan hệ giữa Hạ Thiên và tổ trưởng Mộc thì nhất định sẽ có chỉ điểm riêng. Vì vậy lúc này các cô chẳng khác nào được học tập với Hạ Thiên, cũng không khác gì các thành viên nam. Điều này cũng đúng. Ngô Giai và vài nữ tổ viên khác nghe huấn luyện viên Vương nói như vậy thì cũng vui sướng trở lại. Tuy xảy ra án có liên quan đến nhân mạng nhưng thời gian buổi chiều đối với các thành viên địa tổ vẫn tương đối hưng phấn. Đối với Hạ Thiên và Mộc Hàm thì buổi chiều quả thật là rất bận, bọn họ không phải bận rộn vì đánh nhau trên giường mà vì vội vàng nghiên cứu biên soạn giáo trình. Đối với Tôn Gia thì buổi chiều hôm nay lại cực kỳ phẫn nộ, vài ngày trước Tôn Bác Văn bị phế sạch, điều này làm cho bọn họ cực kỳ tức giận. Nhưng bọn họ sợ kết cục của Lý Gia mà không dám có hành động thiếu suy nghĩ. Đám người Tôn Gia cho rằng Hạ Thiên sở dĩ có thể làm bậy cũng vì có liên quan đến Triệu Gia. Đặc biệt là những ngày qua cảnh sát và ủy ban kỷ luật được điều động đã cơ bản quét sạch Lý Gia, người Lý Gia không vi phạm pháp luật cũng vi phạm kỷ luật đảng. Đối với người không biết thì Lý Gia rõ ràng là một trung tâm hủ bại, nhưng Tôn Gia biết đây là động tác của Triệu Công Tử. Nếu trước đó Lý Gia chỉ bị Hạ Thiên phá nát nhà cửa, điều này chỉ có thể nói là gặp phải đả kích lớn, bất cứ lúc nào cũng có thể đông sơn tái khởi. Nhưng bây giờ Lý Gia đã bị loại bỏ khỏi những đại gia tộc ở thủ đô, sau này trong tứ gia tộc ở thủ đô đã không còn cái tên Lý Gia. Điều này làm cho Tôn Gia sinh ra dự cảm không tốt, bọn họ bắt đầu cảm thấy kế tiếp sau Lý Gia chính là mình. Vì vậy khoảng thời gian này Tôn Gia tương đối an phận, bọn họ sợ bị Triệu Công Tử chụp vào trong tay. Dù trước đó Tôn Bác Văn bị phế, bọn họ cũng bị trục xuất khỏi địa tổ thì cũng chỉ biết nén giận mà thôi. Nhưng điều làm bọn họ không tưởng chính là Tôn Bác Tài lại chết, một cái chết không có dấu hiệu. Tôn Bác Tài khỏe mạnh không có bất kỳ dấu hiện gì chỉ đi đến địa tổ một lần thì đột nhiên đột tử. Tôn Gia cũng biết Tôn Bác Tài muốn vào tạo ra phiền phức cho Mộc Hàm, nhưng hắn gặp phải Hạ Thiên, vì vậy coi như xong. Tôn Gia không cần điều tra, không cần suy đoán cũng có thể khẳng định Tôn Bác Tài chết trong tay Hạ Thiên. Điều này làm cho bọn họ cực kỳ tức giận, nhưng bọn họ cũng không còn tiếp tục nén giận được nữa. Bọn họ đã thông qua một con đường nào đó để kháng nghị với quân đội, yêu cầu nghiêm trị hung thủ. Đáng tiếc là quân đội bên kia truyền tin đến, việc này còn phải cần điều tra. Điều tra là một quá trình dài dòng buồn chán, quân đội bên kia thậm chí còn đề nghị giải phẫu thi thể Tôn Bác Tài, vì trên người hắn không có ngoại thương, nhưng cuối cùng Tôn Gia không đồng ý yêu cầu này. Vì bọn họ biết, nếu quân đội thật sự muốn truy cứu trách nhiệm của Hạ Thiên thì đã ra tay, bây giờ điều tra chẳng qua chỉ là kéo dài thời gian. Bọn họ không muốn Tôn Bác Tài chết mà còn bị người ta mổ xẻ. Nhưng thù này bọn họ nhất định phải báo. Chương 638, tâm báo thù. Đại sảnh chính đường ở khu nhà Tôn Gia. Khụ, khụ. Tôn Bác Văn ho khan sặc sụa, hắn ho đến mức không thể nào không đứng lên.
Vài phút sau Tôn Bác Văn chậm rãi đi tới, hắn ngừng ho khan rồi miễn cưỡng đứng thẳng người lên. Nhưng lúc này trong mắt hắn tràn đầy bi thương, vì trước mắt hắn có một cỗ thi thể. Đây là em trai của Tôn Bác Văn, là em trai duy nhất của hắn. Thế hệ này Tôn gia cũng không có quá nhiều con cháu, vì vậy dù là hắn hay em trai cũng được đặt kỳ vọng lớn. Ông nội của Tôn Bác Văn đã từng hy vọng vứt võ chuyển sang văn, vì vậy hắn gọi là Bác Văn, nhưng cuối cùng hắn có chữ văn nhưng lại khó thê vứt vũ, vì Tôn gia không có quá nhiều người thích hợp luyện võ, Tôn Bác Văn chính là một trong số đó. Những năm gần đây Tôn Bác Văn phát triển rất thuận lợi, cả gia tộc cũng không phát sinh biến cố gì lớn. Dù không phát triển mạnh nhưng Tôn gia vẫn có thể giữ vững ngôi vị số 3 của mình ở gần bên cạnh Triệu gia và Lý gia. Đáng lý ra nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sau khi Lý gia biến mất thì Tôn gia sẽ thay thế vị trí bỏ trống, như vậy Tôn gia sẽ là gia tộc đứng hàng thứ 2 ở thủ đô. Nhưng sự việc cũng không được như những gì Tôn Bác Văn chờ mong, cũng chỉ vì hắn tập kích Mị Nhi mà làm cho Tôn gia bị trọng thương chưa từng có. Giữa Tôn Bác Văn và Mị Nhi không có cừu hận. Vì vậy hắn trước đó cũng không muốn phục kích Mị Nhi, cũng không có động cơ phục kích Mị Nhi, nhưng hắn và Mị Nhi cũng không có giao tình. Vì vậy khi Lý Minh Quang nắm lấy vấn đề của hắn, tên kia nắm được chứng cứ có thể tống hắn vào nhà giam quân sự, vì vậy hắn lập tức quyết định phối hợp với Lý Minh Quang, cố gắng đưa Mị Nhi vào đường chết. Nhưng cuối cùng Mị Nhi lại không chết, khi Tôn Bác Văn biết Mị Nhi còn sống thì hiểu Tôn gia sẽ gặp phiền toái, nhưng lúc đó hắn cũng không biết phiền toái kia là thế nào. Thực tế sự việc sau này cũng chứng minh Mị Nhi không có biện pháp làm gì hắn cũng không thể thừa nhận Mị Nhi chỉ biết ngậm bồ hòn. Nhưng trên đời có rất nhiều chuyện phát triển không dựa theo quy tắc thông thường, Tôn Bác Văn đã suy xét rất nhiều khả năng, thậm chí cũng nghĩ sẽ bị đuổi khỏi địa tổ. Sự thật cũng chứng minh Mị Nhi thật sự có thể đuổi Tôn Bác Văn khỏi địa tổ, nhưng hắn lại quên mất một người, đó là Hạ Thiên. Tôn Bác Văn không nghĩ đến Hạ Thiên cũng rất bình thường, vì Mị Nhi và Hạ Thiên vốn không có quan hệ gì. Hắn thấy mình còn quen thuộc với Mị Nhi hơn cả Hạ Thiên, giữa hai bên có thể tính là đồng sự. Ví dụ như ban đầu lúc ở thành phố Giang Hải, hắn lọt vào phục kích của Hạ Thiên, Mị Nhi thậm chí đã ra tay giúp hắn, vì vậy hắn cảm giác mình phục kích Mị Nhi sẽ không liên quan gì đến Hạ Thiên. Nhưng sự thật làm Tôn Bác Văn cảm thấy không ngờ, Mị Nhi chẳng những có quan hệ, hơn nữa lại khá thân mật với Hạ Thiên. Cũng vì hắn phục kích Mị Nhi mà Hạ Thiên ra tay phế võ công của hắn không chút do dự. Hơn nữa còn động tay động chân, tuy chỉ là vài ngày ngắn ngủi nhưng hắn có thể thấy sức khỏe của mình càng lúc càng suy yếu. Đồng thời mười mấy người trước đó cùng một chỗ với hắn cũng đã có vài người nằm trên giường không dậy nổi, còn có những người đã được đưa đến bệnh viện xem xét, tuy không có chứng cứ nhưng ai cũng biết mình bị y thuật thần kỳ của Hạ Thiên ám toán. Hạ Thiên, mày khinh người quá đáng. Tôn Bác Văn nghiến răng nghiến lợi, hắn chỉ làm sai một chuyện mà thôi. Mà sự kiện hắn làm sai trước đó có bị đưa ra ánh sáng cũng không bị toi mạng, nhiều nhất cũng bị xử phạt tù giam 2-3 năm, cuối cùng không thể nào quay về với địa tổ mà thôi. Với thân phận và gia thế của nhà hắn, đợi đến khi hắn từ nhà giam đi ra vẫn có thể sống cuộc đời tiêu dao tự tại. Nhưng bây giờ Tôn Bác Văn chỉ vì một sai lầm mà không thể không bồi thường tính mạng của mình, không những chỉ có hắn, hơn nữa còn có tính mạng của 18 thủ hạ tâm phúc. Nhưng lúc này nếu suy xét vì đại cục thì hắn chỉ có thể nhịn. Cha và ông nội cũng ép hắn phải nhịn. Nhưng khi hắn thấy thi thể của em trai thì đã hoàn toàn nổi giận, hắn không thể nhịn được, hắn phải để Hạ Thiên trả giá đắt. Bác Tài, anh biết rõ em đi đến địa tổ vì ra mặt cho anh, vì vậy anh sẽ vì em mà đòi lại lẽ công bằng. Hạ Thiên, Mộc Hàm, hai người phải trả giá, anh sẽ làm cho bọn họ đền mạng cho em. Tôn Bác Văn dừng lại trước mặt em trai đã chết, trong lòng thầm thề, sau đó hắn nhanh chóng đi ra. Tôn Bác Văn vừa ra khỏi đại sản thì một người đàn ông trung niên đã đi đến. Bác Văn, con đang định làm gì? Người đàn ông trung niên này chính là cha của Tôn Bác Văn, Tôn Chính Minh. Cha, con không thể để cho bác Tài chết một cách không rõ ràng. Tôn Bác Văn không che giấu ý đồ của mình, cũng không che giấu nhưng bi phẫn trong mắt. Bác Văn, chuyện báo thù không cần con quan tâm, con chỉ cần điều dưỡng thân thể cho tốt là được. Tôn Chính Minh trầm giọng nói. Tôn Bác Văn lắc đầu. Cha, thân thể của con đã khó thể nào tốt lên được, Hạ Thiên muốn con chết, như vậy con không thể sống. Bác Văn, con đừng suy nghĩ lung tung, chẳng phải chỉ là một Hạ Thiên thôi sao? Hắn cũng không phải là thần. Tôn Chính Minh cố gắng cưỡng ép bi phẫn trong lòng, khoảnh khắc này lão phải trấn an Tôn Bác Văn, vì lão đã mất một đứa con, bây giờ không thể mất luôn đứa còn lại. Tôn Bác Văn lắc đầu, vẻ mặt rất kiên quyết. Bố!
thật ra con đang muốn tìm bố để thương lượng chuyện này, con biết rõ tình trạng sức khỏe của mình, mỗi ngày con càng thêm suy yếu, con biết bây giờ là không được. Lúc này tai họa do con rước lấy, hãy để con đi giải quyết. Bác Văn, con căn bản không phải là đối thủ của Hạ Thiên, con phải đi giải quyết thế nào? Tôn Chính Minh cười khổ nói. Con phải nghe lời cha, còn sống là còn hy vọng, chúng ta sẽ tìm bác sĩ chữa bệnh cho con, chẳng lẽ con muốn cha thật sự trơ mắt nhìn con chết sao? Bố, đây là quyết định của con, đã được tính toán rất rõ ràng. Chuyện này gia tộc không cần phải nhúng tay, chỉ để một mình con đi làm, chỉ như vậy sau khi con báo thù thì mới không ảnh hưởng đến gia tộc, dù con thất bại thì cũng chỉ mất một mạng người, con muốn trước khi chết có thể kéo theo Hạ Thiên hoặc là Mộc Hàm, như vậy cũng coi như là đáng giá. Tôn Bác Văn có vẻ rất kiên quyết. Đúng vậy, dù xét về võ lực, đừng nói là con bị phế võ công, dù thời kỳ con cực thịnh cũng không phải là đối thủ của Hạ Thiên. Nhưng trên đời này lực sát thương cũng không phải chỉ có võ lực, đó chính là trí lực. Bác Văn, con thật sự quyết định như vậy sao? Vẻ mặt Tôn Chính Minh có chút bi thương, khoảnh khắc này lão giống như già đi chục tuổi. Bố, nếu như con còn sống, con sẽ không muốn chết. Bố yên tâm, con sẽ đi gặp một người, có lẽ cô ấy có thể cứu được con. Tóm lại bố nên đi với ông nội và những người khác, để bọn họ không cần phải làm gì, chuyện này cứ giao cho con là được, con không muốn vì lỗi của mình mà làm phiền cả gia tộc. Tôn Bác Văn chậm rãi gật đầu, rõ ràng hắn đã sớm có quyết định. Tôn Chính Minh há miệng định nói gì đó, nhưng khi lão thấy sự kiên nghị và gương mặt của con thì không nói được gì, lão chỉ chậm rãi gật đầu, nước mắt không tự chủ được phải trào ra. Bố, con đi, bố giữ gìn sức khỏe. Giọng nói của Tôn Bác Văn có chút tối nghĩa, hắn nói xong thì nhanh chóng bỏ đi, mãi đến khi biến mất trong tầm mắt Tôn Chính Minh cũng không quay đầu lại. Chương 639, Y Tiểu Âm. Trạng vạng tối. Tôn Bác Văn đứng bên ngoài một tòa tứ hợp viện khá cổ xưa, nơi đây rất vắng vẻ, bốn phía cũng yên tĩnh, là một địa phương thích hợp để sinh sống. Trước cửa chính ngôi nhà tứ hợp viện có treo một tấm bảng, bên trên có ba chữ to, Y Nhân Các. Hai bên cửa còn có hai câu đối. Tỏ ra có ý vị thơ ca. Ban ngày cửa nhà đóng chặt, Tôn Bác Văn đứng lặng yên vài phút, sau đó hắn gõ lên cửa vào cái không nặng không nhẹ. Một lát sau cửa chính mở ra, một gương mặt xinh đẹp thò ra, người này dùng giọng ngọt ngào nói. Có chuyện gì sao? Xin hỏi Y tiểu thư có ở đây không? Tôn Bác Văn khách khí hỏi. Anh có hẹn trước không? Cô gái hỏi lại. Không, tôi biết nếu sắp xếp hẹn trước thì phải mất một tháng. Tôi không chờ được thời gian dài như vậy, thì thế tôi muốn trực tiếp trưng cầu ý kiến của Y tiểu thư. Tôn Bác Văn nói. Như vậy không được, anh đã phá hoại quy củ. Cô gái có chút mất hứng. Anh đi đi, tôi đóng cửa đấy. Chờ một chút. Tôn Bác Văn vội vàng nói. Phiền cô chuyển cáo với Y tiểu thư một tiếng, nói là Tôn Bác Văn người Tôn gia đến cầu kiến, nếu cô ấy không muốn gặp thì tôi sẽ đi. Tôn gia sao? Cô gái có chút kinh ngạc. Sau đó nàng gật đầu. Được rồi, anh chờ chút, tôi sẽ đi báo với tiểu thư. Cô gái lại đóng cửa, rõ ràng nàng đi báo cáo với ai đó, mà Tôn Bác Văn thì đứng lặng ở cửa ra vào. Trước đó Tôn Bác Văn đã nói với cha là đến tìm một người, mà người này có thể cứu mạng hắn, thật ra hắn cũng không nói dối, vì hắn biết có một người cứu được hắn, người này chính là chủ nhân của Y Nhân Các. Đối với dân chúng thủ đô thì chẳng ai biết Y Nhân Các này là gì. Nhưng đối với giới quyền quý ở thủ đô thì nơi này rất nổi tiếng, đơn giản vì chủ nhân của Y Nhân Các chính là một trong bốn đóa hoa thủ đô, là Y Tiểu Âm. Nhưng Y Tiểu Âm sở dĩ nổi tiếng trong giới quyền quý thủ đô không phải vì nguyên nhân là một trong bốn đóa hoa thủ đô, vì nàng có một danh hiệu, đó là nữ thần y đệ nhất thủ đô. Nếu so sánh với danh hiệu thần y đệ nhất thiên hạ của Hạ Thiên thì thanh danh nữ thần y đệ nhất thủ đô của Y Tiểu Âm cũng không phải người bình thường có thể biết được. Nguyên nhân rất đơn giản. Y Tiểu Âm không dễ dàng xem bệnh cho người, nàng cũng không mở phòng khám, thanh danh của nàng chỉ là những lời truyền tụng trong giới quyền quý mà thôi. Thực tế Y Tiểu Âm cũng không xem bệnh cho người thường cũng chẳng thể nào trả được chi phí khám bệnh của nàng. Bây giờ chỉ tùy tiện là một căn bệnh cảm thông thường thì đưa vào bệnh viện cũng mất vài trăm hay hơn 1.000 tệ, điều này đã làm cho người ta cảm thấy rất đắt đỏ. Nhưng nếu có người đã xem bệnh ở chỗ Y Tiểu Âm thì sẽ thấy chữa bệnh ở bệnh viện là rất rẻ. Vì ở chỗ Y Tiểu Âm chỉ cần hẹn lịch xem bệnh cũng phải đưa trước 100 ngàn, nếu xem bệnh ở đây mà chỉ mất chừng 1 triệu thì coi như rất rẻ rồi. Dù thu phí cao nhưng thanh danh của Y Tiểu Âm là rất tốt, vì y thuật của nàng tương đối cao,
đám quan lại quyền quý sau khi xem bệnh ở đây thường không cảm thấy thiệt thòi. Trên cơ bản y tiểu âm chỉ có bọn họ đơn thuốc, bọn họ mua thuốc dùng, chưa đến một tháng đã cảm thấy sức khỏe tốt hẳn lên. Tuy mỗi ngày y tiểu âm chỉ xem bệnh cho một người, nhưng đến bây giờ số người xem bệnh ở đây đã lên đến con số vài trăm. Mỗi người xem bệnh ở chỗ y tiểu âm đều rất tin tưởng y thuật của nàng, bọn họ cũng không dám bảo đảm sau này mình sẽ không sinh bệnh, vì vậy đứng ở góc độ của bọn họ sẽ không hy vọng y tiểu âm có xảy ra vấn đề gì. Cũng vì thế mà y tiểu âm vô tình được đám người này bảo vệ. Cũng vì vậy mà y tiểu âm dù nghe nói có xuất thân trong một thế gia trung y nào đó, biểu hiện không có bối cảnh ở thủ đô, nhưng nàng vẫn có thể đứng cùng một chỗ với ba tuyệt sắc giai nhân còn lại, sau lưng nàng thực chất có rất nhiều người bệnh hậu thuẫn. Tôn Bác Văn cũng chưa từng xem bệnh ở chỗ y tiểu âm, nhưng hắn biết rõ một chuyện về y tiểu âm, vì vậy hắn cảm thấy chỉ có y tiểu âm mới giải trừ được những gì Hạ Thiên đã ra tay với mình. Này, anh vào đi, tiểu thư bằng lòng gặp anh. Cửa chính lại mở ra, cô gái xinh đẹp trước đó lại xuất hiện, nàng nói một câu với Tôn Bác Văn. Cảm ơn. Gương mặt tái nhợt của Tôn Bác Văn lộ ra nụ cười, sau đó hắn vội vàng bước vào. Trong sân khu nhà tứ hợp viện này có nhiều phần khác những khu nhà khác, nếu nói một cách nghiêm khắc thì đây chưa tính là sân, vì đó là một hồ nước, nước trong hồ rất tĩnh lặng, có thể thấy các loại cá đủ màu bơi qua lại. Trong hồ nước có một ngôi đình nhỏ, trong đình có một bàn tròn, lúc này bên bàn tròn có một người đẹp trẻ tuổi mặc tây trang màu đen. Tôn Bác Văn đã từng thấy qua ảnh của y tiểu âm, nhưng ảnh dù sao cũng chỉ là ảnh. Bây giờ hắn được đối mặt mới biết dù là khí chất hay dung mạo của y tiểu âm cũng vượt xa người trong ảnh. Tất nhiên, dù hắn chưa từng xem ảnh cũng có thể dự đoán cô gái kia chính là y tiểu âm đại danh nữ thần y nổi tiếng thủ đô. Dù mới gặp phải nhiều biến đổi lớn, trong lòng cũng có nhiều bi phẫn nhưng Tôn Bác Văn cũng không khỏi tán thưởng, y tiểu âm không hổ danh là một trong bốn đóa hoa thủ đô, nếu so sánh thì không thua kém gì ba người còn lại. Y tiểu âm có dung mạo thanh lệ thoát tục. Không thua kém ba người đẹp kia một chút nào. Dù nàng không đẹp gợi cảm như Mộc Hàm, không đẹp cổ trang như Tống Ngọc Mị, càng không có vẻ đẹp được người người nhìn ngắm như Triệu Vũ Cơ, nhưng nàng có vẻ đẹp trang nhã không màng danh lợi, cũng có những điểm bù với ba người phụ nữ kia. Y tiểu âm có một mái tóc đen như nhung rủ xuống bờ vai, cặp mắt đẹp đen lay láy. Lúc này nàng đang nhìn Tôn Bác Văn, khi hắn dừng lại thì nàng mới mở miệng nói. Tôn tiên sinh, mời ngồi. Đa tạ y tiểu thư. Tôn Bác Văn ngồi xuống đối diện với y tiểu âm. Tôn tiên sinh, vẻ mặt của anh thật sự không được tốt lắm. Y tiểu âm chậm rãi nói. Y tiểu thư, tôi biết tình trạng sức khỏe của mình rất không xong, vì vậy tôi mới đến đây. Tôn Bác Văn trả lời. Đặt tay trái lên bàn. Y tiểu âm nói. Tôn Bác Văn làm theo lời của y tiểu âm. Lúc này thiếu nữ đứng sau lưng y tiểu âm chợt lấy ra một chiếc khăn tay sạch sẽ phủ lên cổ tay Tôn Bác Văn. Mãi đến lúc này những ngón tay mảnh khảnh của y tiểu âm mới đặt lên tấm khăn. 30 giây sau y tiểu âm thu tay lại, thiếu nữ đứng sau lưng nàng cũng thu khăn tiện tay bỏ vào thùng rác ở bên cạnh. Y tiểu thư, tình huống của tôi có phải rất không xong? Tôn Bác Văn không nhịn được phải mở miệng. Chương 640, ngân châm kéo dài tính mạng. Tôn tiên sinh, có lẽ anh không nên đến tìm tôi. Y tiểu âm nhíu mày. Trên đời này có người chữa tốt cho căn bệnh của anh, nhưng người đó không phải là tôi. Tôn Bác Văn nghe nói như vậy thì những hy vọng trong lòng chợt biến mất sạch sẽ, nhưng hắn cũng không vì vậy mà khó chịu, vì kết quả như vậy đã sớm nằm trong dự đoán của hắn. Hắn đến đây chẳng qua chỉ xem xét vận may một phần ngàn mà thôi. Y tiểu thư, tôi muốn biết tình huống của mình đã không xong đến mức nào. Tôn Bác Văn rất bình tĩnh, hắn biết mình phải chết, vì vậy hắn cũng không còn sợ hãi với cái chết. Hoặc có thể nói tôi còn sống được bao lâu nữa. Tôn tiên sinh, tôi đã nói rồi, trên đời này có người trị được bệnh cho anh chỉ việc đến tìm hắn thì sẽ không phải chết. Y tiểu âm chậm rãi nói. Tôn Bác Văn cười nhạt một tiếng. Y tiểu thư, cô nói người kia, có phải là Hạ Thiên? Nếu Tôn tiên sinh đã biết rõ thì không cần hỏi tôi. Y tiểu âm nở nụ cười không màng danh lợi. Y tiểu thư, nếu tôi cho cô biết. Tôi sở dĩ bị như vậy cũng là vì kiệt tác của Hạ Thiên, cô cảm thấy tôi còn đi tìm hắn nữa không? Tôn Bác Văn bình tĩnh nói. Y tiểu âm lại chau mày, nàng nói. Ý của Tôn tiên sinh là vị Hạ Thiên có danh hiệu đệ nhất thần y kia đã dùng y thuật để hại anh sao? Đúng vậy, vì thế, nếu y tiểu thư không cứu được tôi, như vậy tôi sẽ phải chết. Tôn Bác Văn gật đầu nói.
Y Tiểu Âm trầm mặc vài giây, sau đó nàng lắc đầu rất tiếc hận. Thật xin lỗi, Tôn tiên sinh, tôi thật sự không có năng lực cứu anh. Y Tiểu Thư cũng không cần xin lỗi, tôi đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Trên gương mặt tái nhợt của Tôn Bác Văn lộ ra nụ cười. Thật ra hôm nay tôi đến tìm gặp Y Tiểu Thư với mục đích khá quan trọng, điều đó cũng không phải muốn Tiểu Thư chữa bệnh cho tôi. Sao? Trên gương mặt đẹp trang nhã của Y Tiểu Âm cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Không biết Tôn tiên sinh tìm tôi còn có chuyện gì? Tôi nghe nói Y Tiểu Thư còn có một năng lực thần kỳ, đó là dùng ngân châm kéo dài tính mạng. Tôn Bác Văn nhìn chằm chằm vào Y Tiểu Âm. Tuy tôi cũng chỉ nghe nói, Y Tiểu Thư sẽ không làm người kéo dài tính mạng, nhưng tôi nghĩ cô cũng không phủ nhận năng lực này chứ. Nếu Tôn tiên sinh đã biết ngân châm kéo dài tính mạng, như vậy Tôn tiên sinh cũng sẽ biết ý nghĩa của vấn đề kéo dài tính mạng. Y Tiểu Âm cũng không phủ nhận. Kéo dài chẳng qua chỉ là kéo dài một chút mà thôi, cũng không thể cứu vãn được tính mạng. Tôn Bác Văn khẽ gật đầu. Y Tiểu Thư, tôi hiểu, bây giờ tôi cần mình sống thêm được một khoảng thời gian, tuy tôi không phải là thần y nhưng biết rõ tình huống thân thể của mình. Tôi biết dưới tình huống bây giờ sợ rằng khó thể chống đỡ được một tuần nữa, tôi lại còn nhiều việc cần phải làm, vì vậy tôi cần thêm nhiều thời gian. Tôn tiên sinh, tuy tôi có thể dùng ngân châm kéo dài tính mạng của anh, nhưng như vậy cũng có di chứng, vì vậy trừ khi tôi xác nhận anh căn bản không còn cách nào điều trị, nếu không tôi sẽ chẳng kéo dài tính mạng cho anh. Y Tiểu Âm chậm rãi nói. Thực tế thì căn bệnh của anh bây giờ vẫn có thể điều trị, vì vậy tôi không thể kéo dài tính mạng cho anh, vì nếu tôi thi châm, chỉ sợ là Hạ Thiên cũng không thể nào cứu được anh. Y Tiểu Thư, tuy Hạ Thiên có khả năng cứu tôi nhưng lại căn bản không cứu, như vậy chẳng khác nào tôi sẽ phải chết, cũng không làm trái với nguyên tắc kéo dài tính mạng của cô. Tôn Bác Văn có chút vội vàng. Tôi cũng không sợ chết, tôi chỉ không muốn chết vào lúc này, vì bây giờ có rất nhiều chuyện tôi còn chưa làm được. Tôi thật sự cần một ít thời gian, một tháng, thậm chí là nửa tháng cũng được, chỉ cần khoảng thời gian đó tôi như một người bình thường là được, như vậy tôi dù chết cũng sẽ nhắm mắt. Y Tiểu Âm có chút trầm ngâm, một lúc lâu sau nàng mới mở miệng nói. Tôn tiên sinh, anh thật sự quyết định như vậy sao? Đúng vậy, tôi đã quyết định. Tôn Bác Văn gật đầu không chút do dự. Có một vài vấn đề tôi cần nói cho anh biết. Y Tiểu Âm còn nói thêm. Tình hình sức khỏe của anh là không xong, tất cả bộ phận trong cơ thể anh đều suy kiệt biến chất. Nói cách khác bây giờ không phải bộ phận nào đó trong người anh có vấn đề, rõ ràng là tất cả đều già yếu, nếu để 3 ngày sau thì anh sẽ hôn mê, 3 ngày sau đó anh sẽ chết. Cảm ơn Y Tiểu Thư đã nói rõ điều này, nhưng tôi cũng đã có chuẩn bị tâm lý rồi. Tôn Bác Văn nghe nói như vậy thì cũng rất bình tĩnh. Có lẽ Tôn tiên sinh cũng đã từng nghe nói tôi làm người ta kéo dài tính mạng. Cũng nghe nói những người mắc bệnh nan y thường sẽ không sống quá một tháng nhưng tôi có thể làm cho bọn họ sống thêm một năm. Nhưng tôi phải nói trước với Tôn tiên sinh, những người kia chẳng qua chỉ có vấn đề trên một bộ phận cơ thể mà thôi, vì vậy tôi kéo dài tính mạng thì bọn họ vẫn sống được một thời gian tương đối dài. Y Tiểu Âm khẽ thở dài. Nhưng tình huống của anh quá đặc thù, vì vậy dù tôi dùng ngân châm kéo dài tính mạng thì anh cũng chỉ sống thêm được nửa tháng, đồng thời nửa tháng sau dù là thần tiên cũng khó thể cứu anh. Bây giờ anh có muốn được thi châm hay không? Nửa tháng sao? Tôn Bác Văn có chút chần chừ. Y Tiểu Thư, tôi muốn biết trong thời gian nửa tháng tôi có hoạt động như người bình thường được không? Điều này không là vấn đề, trong nửa tháng trạng thái tinh thần của anh không quá tốt nhưng cũng chẳng kém cỏi, nói chung là bình thường, không có gì khác biệt quá lớn. Y Tiểu Âm đưa ra câu khẳng định cho Tôn Bác Văn. Được rồi, xin Y Tiểu Thư giúp tôi kéo dài tính mạng. Tôn Bác Văn lập tức đưa ra quyết định, 15 ngày tuy không dài đối với hắn nhưng cũng quá đủ. Nếu Tôn tiên sinh đã quyết định như vậy thì tốt. Y Tiểu Âm gật đầu. Nhưng Tôn tiên sinh cũng biết rõ, chuyện kéo dài tính mạng cho người khác cũng phải thu phí. Tất nhiên, xin hỏi Y Tiểu Thư, cô cần bao nhiêu? Tôn Bác Văn vội vàng hỏi. Kéo dài tính mạng 1 ngày 100 ngàn, tôi chỉ có thể làm cho anh sống được 15 ngày, vì vậy anh đưa 1,5 triệu là được. Y Tiểu Âm thản nhiên nói. Được, tôi sẽ giao. Trước khi Tôn Bác Văn tới đây đã có chuẩn bị chi phiếu, vì vậy hắn lấy ra đưa cho Y Tiểu Âm. Cô gái sau lưng Y Tiểu Âm nhận chi phiếu, nàng xem qua rồi nhét vào túi quần, rõ ràng nàng đã có thói quen. Được rồi, bây giờ tôi sẽ bắt đầu thi châm kéo dài tính mạng. Y Tiểu Âm chậm rãi đứng lên. Khu căn cứ địa tổ, trong nhà nghỉ của Mộc Hàm.
cuối cùng cũng xong, vợ, cho chị. Hạ Thiên duỗi lưng đưa giáo trình dạy cận chiến cho Mộc Hàm. Chồng, vất vả cậu rồi, chúng ta đi dùng cơm thôi. Mộc Hàm cười quyến rũ với Hạ Thiên. Không muốn ăn cơm, ăn chị trước rồi cơm sau. Hạ Thiên lầm bầm một câu, hắn ôm lấy Mộc Hàm, vì không cho nàng cơ hội từ chối nên hắn trực tiếp áp môi lên mở bôi đỏ mọng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 640.